Mời cháu đặt câu hỏi. Dạ. Dạ thưa bác, cháu tên là Nguyễn Thị Bích Thủy, cháu ở Vũng Tàu. Cháu xin hỏi bác 30 câu, bác xin giải đáp giúp cháu ạ. Rồi cháu hỏi. Dạ. Dạ câu hỏi thứ nhất, thưa bác, làm sao cho pháp môn Thiền tông học này tồn tại thưa bác? Pháp môn Thiền tông này muốn tồn tại thế giới này cũng khó lắm, không phải dễ đâu. Nhưng mà bác cố gắng sẽ đưa cái pháp môn Thiền tông này vào cuộc sống của người dân Việt Nam. Là vì cái pháp môn Thiền tông này nó phá vật lý, mà hiện giờ chúng ta sống đây là sống bằng vật chất, thành nó khó tồn tại lắm. Nhưng mà bác cũng cố gắng cho nó len lỏi vào cho dân tộc Việt Nam biết rằng pháp môn Thiền tông là rất khoa học. Thì nhiệm vụ của bác có nhiệm vụ này, nhưng mà lo tới đâu tính tới đó, chứ cũng không mà cam đoan là có được hay là không. Được hay là không là do bao nhiêu người ủng hộ, bao nhiêu người họ chống đối đó, thấy không? Thì bác cố gắng. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ. Cháu xin hỏi câu thứ hai ạ. Dạ thưa bác, nếu sau này pháp môn Thiền tông bị dẹp thì tụi cháu phải làm sao tu giải thoát thưa bác ạ? Bây giờ đó, căn bản bác đã viết 11 quyển sách căn bản về đạo Phật Thiền tông này. Còn cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học Thiền tông đó, nó mang cái số 14 rồi. Thì khi mà cái pháp môn này nó nếu mà bị dẹp thì cố gắng tìm cho được cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học Thiền tông Việt Nam đọc, thì không cần bất cứ ai hướng dẫn mình. Rồi về sau này cái chùa Thiền tông Đơn Diệu nó sẽ có cái mô hình đường về Phật giới, cháu cứ nương vào theo đây mà trở về Phật giới rất an toàn. Nếu mà cái pháp môn Thiền tông này không được phổ biến, nó vẫn còn len lỏi ở trong thế gian này được, cháu cứ yên lòng đi. Cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ ba. Dạ, thưa bác, tạo công đức âm thầm là sao, thưa bác ạ? Tạo công đức âm thầm là con tạo đừng cho ai biết gì hết, thấy không? Chứ đừng có cho người ta biết. Ví dụ con tạo công đức cái này cũng khoe như này kia, không được, cứ âm thầm tạo. Cái gì tạo được công đức thì con cứ làm, đừng có khi nào đi khoe người khác, mà đừng có cho người khác biết là tôi đã làm có công đức tuyệt đối cái này, thì cái công đức con mới sáng, thì vị thần mới nể con. Chứ còn nếu mà con tạo mà con khoe thì thần thánh nó xem thường con lắm, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, dạ cháu xin hỏi câu thứ tư ạ. Thưa bác, cháu tu theo đạo thánh, sau khi chết đi đâu thưa bác? Đạo thánh đó, thì nó có hai cái dạng, mà gọi là thánh thượng thì tốt, tết chết về cõi trời, còn thánh hạ làm thánh ở trái đất này. Đạo thánh nó có hai con đường chứ không phải một. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ. Dạ cháu xin hỏi câu thứ năm ạ. Thưa bác, con người có mấy tánh thưa bác ạ? Con mỗi con người có hai tánh, tánh Phật và tánh người. Tánh Phật thì nói cái chuyện gì cái gì cũng bằng sự thật hết, nhưng mà kẹt cái tánh người nó không chịu. Tánh người nó che phủ đi, thành là tánh người nó đi theo cái quy luật vật lý. Vì thế mà con người, tánh Phật mượn thân và tánh người muốn tạo công đức khó lắm, mà chỉ tạo phước đức và ác đức thì dễ, thấy không? Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ sáu ạ. Thưa bác, đạo Thiên Chúa thì có ba ngôi, vậy đạo Phật có mấy ngôi thưa bác ạ? Đạo Phật này nếu mà nói về vật lý thì nó cũng có ba ngôi, mà nói về giải thoát nó cũng có ba ngôi. Đạo Phật đặc biệt ở chỗ này, đạo Phật mà vấn đề mà giải thoát thì ngôi thứ nhất là tánh Phật của mình, ngôi thứ hai là ông thần quản lý và thực thi nhân quả, ngôi thứ ba là thánh dụ mình ở lại trái đất này không cho về Phật giới, thấy không? Đó là cái ngôi gọi là cái ngôi Phật. Còn cái ngôi vật lý đó gọi là Phật bên ngoài, pháp bên ngoài, tăng bên ngoài, là nói ở trong cái thế giới vật lý này là nó cũng là Phật, pháp, tăng, nhưng mà cái ở thế giới vật lý này không giải thoát được. Cái Phật ở thế giới này là cái Phật nó thuộc về thánh chứ không phải là Phật thật. Phật thật nó ba ngôi là Phật, thánh, thần, mới là đúng cái quy tắc của cái đạo Phật. Đạo Phật nó chia làm hai giới, một cái giới vật lý theo nhân quả luân hồi, một cái giới trở về Phật giới. Nó
đạo Phật là đặc biệt nó có ba ngôi nhưng mà nó hai cái hướng dẫn chứ không phải một. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ bảy ạ. Dạ, thưa bác, Đức Phật dạy con người sống trên trái đất này mười phần mê muội cả mười, vậy các vị tu hành cao cũng mê muội hết nữa sao thưa bác? Bây giờ bất Phật, ông Phật ông nói mê muội là cái chỗ này là con người không biết gì hết. Tu mà còn không, bây giờ hỏi vậy chứ tu theo đạo Phật mà không biết ông Phật là ai. Mình xưng là ta mà không biết cái ta là ai. Ta như thế nào, hình thành trái đất như thế nào không ai biết. Thì không mê muội là gì nữa. Đã tu Phật không biết Phật, mà mình không biết mình, tánh mình không biết tánh mình, tánh Phật không biết tánh Phật, thì không mê muội là gì nữa. Vì thế mà Đức Phật nói là con người mười phần mê muội cả mười. Nhưng mà khi Thiền Tông ra đời thì nó sẽ có một số người không mê muội, thấy không? Mười phần mê muội chắc 90% thôi. 10% khi nó hiểu Thiền Tông nó không mê muội, nó biết. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ 8 ạ. Thưa bác, các thầy tu theo đạo Phật mục đích là giác ngộ và giải thoát, cớ sao không thầy nào biết vậy bác? Cái pháp môn giác ngộ giải thoát này nè, Đức Phật mới cho công bố ra sau khi Như Lai trở về Phật giới là 2561 năm. Có nghĩa là đến 2020 này thì cái pháp môn Thiền Tông mới phổ biến ra được có 3 năm thôi. Nhưng mà chính thức phổ biến ra không, cái ngày mà công bố cũng chưa chắc đã phổ biến Thiền Tông. Là vì nó phổ biến Thiền Tông theo câu hỏi. Vì thế mà những cái câu hỏi mà suy về giải thoát mới có chưa đầy một năm. Nên nhớ là vì thế mà không ai biết đâu. Vì thế mà các thầy tu theo đạo Phật tu giải thoát, sự thật ta không có hiểu giải thoát là cái gì. Và con tìm tất cả đi những thầy giảng đạo ở trái đất này, không ai nào, không vị nào dám chữ giải thoát. Mà có nói là nói căn bản thôi, chứ còn sự thật đi vào chi tiết không ai biết. Vì thế mà khó. Vì nếu tính ra đó, cái pháp môn giải thoát này chưa qua một năm. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ 9 ạ. Dạ thưa bác, Đức Phật lập đạo có khác với Thánh lập đạo không thưa bác? Đức Phật lập đạo, Phật là một vị toàn năng toàn giác, biết hết. Còn Thánh lập đạo là Thánh lập đạo để hiển linh, linh thiên quyền bí thôi, nó khác. Phật là một người khoa học, lập đạo ra cái gì cũng bằng khoa học, dạy cái gì sáu pháp môn tu bằng công thức. Nên nhớ rằng Đức Phật dạy tu bằng công thức, còn Thánh lập ra dạy theo hiển linh. Nó khác cái chỗ này. Phật và Thánh nó khác cái chỗ một ông là hiển linh, một ông là dạy công thức khoa học. Nó khác là khác chỗ này. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ cháu cảm ơn bác. Dạ cháu xin hỏi câu thứ 10 ạ. Thưa bác, xin bác phân tích cho cháu biết ba phần như sau. Thứ nhất, cúng dường cho chùa nào có công đức. Thứ hai, cúng dường cho chùa nào có phước đức. Và thứ ba, cúng dường cho chùa nào thì bị ác đức ạ. Ba cái cúng dường này đó, cúng dường công đức thì cúng dường nào người ta dạy giác ngộ giải thoát thì chùa đó có công đức. Còn chùa nào người ta dạy để đi hưởng phước thì chùa đó là cúng dường cho chùa đó thì nó có phước đức. Còn chùa nào mà làm bạn lại với cô hồn, tất nhiên cúng á, thì cúng dường cái chùa đó nó còn được ác đức. Tại vì nó, cô hồn nó thuộc về âm, mà mình chơi với âm là ác, thấy không? Vì thế mà con cúng dường và phải nương ba cái này. Công đức, dạy công đức, có công đức. Dạy giải thoát có công đức, dạy phước đức có phước đức, dạy ác đức có ác đức. Là cái chỗ này, đúng, ba dạng cúng dường. Cúng dường công đức, phước đức và ác đức. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ 11. Dạ, thưa bác, Thánh có thành lập đạo khoa học được không bác? Dạ. Này, Thánh không thành lập đạo khoa học được là vì cái tầm hiểu biết của Thánh đó, nó nằm trong cái thế giới vật lý này. Thấy không? Vì Thánh đó, nó mang cái tần số âm, nó không hiểu về khoa học. Mà Thánh đó thì hiểu về hiển linh thôi.
Vì thế mà Thánh không lập đạo khoa học được. Mà lập đạo khoa học là chỉ một người nào toàn năng, toàn giác mới lập được đạo được này thôi. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ 12 ạ. Dạ, thưa bác, tại sao Thánh không thành lập đạo thực tế và khoa học được, thưa bác ạ? Vì Thánh đó là ổng thì cũng có cái tần số dương của điện dương thôi, với điện âm, thì lập cái gì nó cũng nằm trong thế giới vật lý âm dương này. Vì thế mà không lập đạo giải thoát được. Đạo giải thoát là một con người phải là có cái tần số ngoài âm dương, có nghĩa là tần số người đó là cái gì, tần số điện từ quang thì mới lập đạo giải thoát được. Còn người có tần số điện từ âm dương hoàn toàn không lập đạo giải thoát được. Muốn lập đạo giải thoát thì người này phải có tần số điện từ quang thì mới giải thoát được. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ 13. Thưa bác, Phật lập đạo có đầy đủ các pháp môn như lên trời cũng được, xuống địa ngục cũng được, vào hỏa ngục cũng được, trở về Phật giới cũng được. Vậy Đức Phật là ai mà có khả năng này, thưa bác? Đức Phật là một con người toàn năng toàn giác, có nghĩa là làm được tất cả và biết được tất cả. Vì thế mới thành lập cái đạo, muốn đi đâu trong tam giới hoặc về Phật giới cũng được. Người này gọi là người toàn năng toàn giác thì mới thành lập đạo này được. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ 14 ạ. Dạ, thưa bác, Thánh lập đạo để làm gì, thưa bác ạ? Thánh lập đạo, mục đích của Thánh thì lập ra đạo để nói về cái hiển linh và linh thiêng quyền bí, để thỏa mãn cái lòng cái người mà ham muốn linh thiêng quyền bí. Thánh lập đạo là để thỏa mãn cho cái người nào mà ham linh thiêng quyền bí, người ta vào cái đạo đó người ta tu. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ 15 ạ. Thưa bác, tại sao Thánh không lập đạo giải thoát được, thưa bác ạ? Vì Thánh là cái tần số âm dương ở trong thế giới này sao được. Muốn thành lập đạo giải thoát thì anh phải có cái tần số điện từ quang, anh mới lập đạo giải thoát được. Tại vì cái tần số điện từ quang nó bắt được cái tần số thanh tịnh của bảo sở, thì cái vị đó thì mới thành lập cái đạo giải thoát được. Còn Thánh là cái điện từ quang nó nằm ở trong cái thanh tịnh quá thành thôi, nó nằm trong quy luật vật lý, nó không thoát ra được cái này. Vì thế mà Thánh thì chỉ lập đạo trong cái trái đất và tam giới thôi. Còn một vị toàn năng toàn giác thì lập đạo trong này được và thoát ra ngoài được. Nó khác là khác cái chỗ người là điện từ âm dương và một người là điện từ quang. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin cảm ơn bác. Dạ, cháu xin hỏi câu số 16 ạ. Thưa bác, tại sao người tu thiền tông mà kiến bằng tánh Phật thanh tịnh thì cái gì cũng biết ạ? Vì sao vậy, thưa bác? Người mà tu mà kiến bằng tánh Phật thanh tịnh là con phải hiểu rồi. Cái tánh Phật là cái gì? Tánh Phật là điện từ quang. Có nghĩa là nó vô đây nó bị cái điện từ âm dương cuốn lại. Nó nhìn thấy cái thế giới này nó bị sai lệch. Vì thế mà con có công đức rồi thì cái điện từ quang của cái tánh Phật mở ra thì nó xóa được cái âm dương của cái thế giới vật lý này. Thì là cái người nào mà kiến bằng tánh Phật rồi thì nó sẽ thấy biết hết được. Giống như con người mà đeo cái mắt kiến nhiều màu nhìn thế giới này nó không đúng. Còn cái con người mà không đeo mắt kiến màu mà đeo mắt kiến tự nhiên thì thấy cái dạng vật trong trái đất này rất đúng, phải không? Còn thí dụ chẳng hạn như con đen kiếm màu đỏ thì nhìn thấy cái không gian này đỏ, màu xanh, màu đen nó cũng vậy, thì nó sai bây giờ cái chỗ này. Vì thế mà cái con người mang cái mắt kiến gì? 16 trọng. Vì nó sai hết. Vì thế mà bỏ được cái 16 cái trọng này ra thì cái mắt chân thật nó sẽ thấy rất rõ ràng cái thế giới này. Nó là vậy. Rồi cháu hỏi tiếp. Cháu xin cảm ơn bác ạ. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ 17 ạ. Thưa bác, cháu tu theo đạo, phải tu làm sao mới gọi là cháu khôn, thưa bác? Tu mà theo đạo khôn thì trước mắt cháu phải có cái bộ óc trí tuệ. Thứ hai là con phải nhận thức bằng khoa học.
Thứ ba, con phải tìm cho được cái quyển giáo lý của cái đạo nào. Không phải nói cái đạo Phật, đạo nào cũng có quyển giáo lý. Ví dụ cháu muốn tu đạo thánh thì phải tìm cái quyển giáo lý đạo thánh. Nhưng mà cái đầu con phải khoa học. Đạo thần, đạo Phật cũng vậy. Bất cứ con tu cái đạo nào thì phải tìm cho được cái quyển giáo lý đạo đó. Con tu thì hoàn toàn không sai. Vì mỗi một đạo nó tổ chức riêng một cái đường đi sau khi con chết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn bác ạ. Dạ con xin hỏi câu thứ 18 ạ. Dạ thưa bác, cháu muốn tu theo đạo Phật thì phải qua quy trình như thế nào thưa bác ạ? Cái tiêu chuẩn phải không? Dạ phải qua quy trình. Quy trình. Dạ quy trình. À, cái quy trình thì nó như thế này nè, trước mắt đó, con phải tìm cái ý của con muốn tu để được cái gì. Thứ nhất, tôi muốn tu lên trời, hay là tôi muốn thành thánh, thành thần, thành tiên, thành Phật. Đó là cái quy trình của đạo. Vì đạo Phật nó có nhiều con đường đi, lục đạo luân hồi, 16 con đường luân hồi. Con muốn chọn cái nào? Chọn cái nào thì con bắt đầu con vô tu thì phải tìm được cái quyển giáo lý của cái pháp môn đó, đó. Con tu thì đây là cái quy trình của con phải làm này. Nhưng mà con tu bằng cái đầu khoa học và sáng suốt. Nên nhớ rằng tin hay làm bất cứ gì phải suy xét cho thật rõ ràng rồi mới làm và tu thì mới đúng. Còn nếu mà cháu bỏ được cái quy trình này thì hoàn toàn cháu tu bị sai hết. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Dạ, cháu xin hỏi câu số 19 ạ. Dạ, thưa bác, cháu đang tu theo đạo thánh. Vậy bác có biết cháu sau khi chết sẽ đi về đâu không thưa bác? Đạo thánh ạ. Thì chết thì làm con của thánh. Giáo gì thì dù con muốn cái gì thì trái đất này cái, theo cái nhân quả mà cháu tu cái gì thì nhân quả đưa con vào chỗ đó. Muốn làm thánh thì nữa chết làm con của thánh. Đây là cái quy luật của nó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cháu xin hỏi câu thứ 20 ạ. Dạ thưa bác, cháu tu theo đạo Phật, quý thầy dạy cháu như sau. Thứ nhất, ngày nào cũng cúng cho Phật ăn, sợ Phật đói. Thứ hai là ngày nào cũng tụng kinh cho Phật nghe, sợ Phật buồn. Và thứ ba là thầy dạy cháu là Phật tử nào mà thực hiện đúng như vậy thì sau khi chết sẽ được giải thoát. Có phải như vậy không thưa bác? Thế này đó, nếu cháu tu vậy cháu không hiểu cái quy luật vật lý. Bây giờ nói về con cúng cho Phật ăn, Phật đâu ở thế giới này? Trái đất này là ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ súc sanh địa ngục, làm sao Phật ở đây mà cúng cho Phật ăn? Nếu con cúng là sai, cúng cho Phật ăn là sai, cúng cho người khác ăn thì đúng, mà cúng cho Phật ăn là sai. Cúng rồi đọc kinh, tụng kinh. Kinh thì Đức Phật viết ra để cho con cháu đọc cho hiểu, rồi tu cho đúng. Chứ đâu phải là Đức Phật viết kinh là để cho tụng cho ông nghe đâu. Đã cái người sản xuất ra cái kinh rồi ông đọc cho người ta nghe là không đúng. Chữ tụng này là đọc tụng, đọc một lần không hiểu, đọc lần thứ hai gọi là lặp lại, chỉ lặp lại gọi là tụng, thấy không? Đó, cháu tu cháu phải hiểu cái quy luật của nó, còn không hiểu là không đúng. Cháu còn ý gì nữa, cháu lặp lại. Dạ, ngày nào cũng cúng cho Phật ăn, ngày nào cũng tụng kinh cho Phật nghe. Thì hai cái điều đó là sẽ được giải thoát ạ. Làm hai điều đó sẽ được giải thoát. Là con làm hai đó là con giải chết chứ giải thoát gì? Giải thoát thôi, phải đi ra ngoài quy luật này. Tụng riết con sao con gục con chết luôn đó. Con cúng riết con xỉu con cũng chết luôn đó. Gọi là giải chết chứ không phải giải thoát. Giải thoát là đi ra ngoài cái quy luật này chứ không phải vậy. Đọc tụng cúng là giải chết. Mệt quá rồi chết. Muốn giải thoát phải tỉnh táo đi trở về ra ngoài cái quy luật âm dương này, thấy không? Mới đúng là tu theo đạo Phật là tu bằng trí tuệ, chứ đừng có tu mù, đừng có tu nghe ai người ta nói gì cũng tu là không được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác ạ. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ 21. Thưa bác, người tu theo đạo Phật thế nào gọi là người khôn thưa bác? Tu theo đạo Phật mà khôn thì là cái gì phải tìm hiểu cho kỹ là mới là khôn. Mà trước nhất kỹ rồi nhưng mà muốn chắc ăn là sao? Phải tìm học của giáo lý cho rõ à. Cho thuộc cái quyển giáo lý này từ chương, từ câu, từ kệ, từ bài học hộ hết. Là chú thì con tu rất khôn, không khi nào dạy. Thấy không?
theo cái thế giới này cái gì cũng vậy. Ví dụ con đi đâu đó đó thì con phải hiểu hết cái lộ trình đi, thấy không? Thì con mới là người khôn. Còn không đi, tôi muốn đi không biết, đi ra rồi hỏi người này kia là gặp mấy người lừa, nó lừa cháu liền á, thấy không? Thành ra cái gì cũng phải hiểu cho rành mạch rõ ràng bằng trí tuệ khoa học. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Dạ cháu xin hỏi câu thứ 22. Thưa bác, người tu theo đạo Phật thế nào gọi là người dạy thưa bác? Tu theo đạo Phật mà dạy thì dễ ợt, nghe ai nói thì cũng tin, biểu làm gì cũng làm. Bởi vì mình đó là nên nhớ là đạo Phật là Đức Phật nói sao? Ai cũng có tánh Phật như nhau. Thì mình phải tìm coi ông Phật có tánh Phật, tôi cũng có tánh Phật mà là tại sao? Hai cái này nó khác ở chỗ nào? Nó khác giữa là thật Phật tỉnh cùng mình sai. Phật thì tỉnh táo còn mình sai xỉn, thành là không biết gì hết. Thấy không? Thì mình phải hiểu được cái chữ này nè. Bởi vì thành ra trong đạo Phật ông có nói không? Như Lai thành Phật, các con cũng thành Phật được. Phật với Như Lai một bằng một bản thể như nhau. Phật thì tỉnh, con lại sai xỉn. Vì cái chỗ này mà mình sai, mình tu theo đạo Phật nó khác. Nghe ai nói gì cũng nghe, đi nghe đi giảng đạo, con suy nghĩ ông đó giảng mấy ngàn người nghe, mà giảng năm này tháng kia chỉ giải thoát không biết. Giảng cái gì? Đạo Phật là đại giải thoát, mà giảng đã đời không biết giải thoát là cái gì, là giảng cái gì? Con suy nghĩ coi, nếu mà con tin mấy ông đó là sao? Con thành người khôn hơn người dạy, thấy không? Thành ra tu đạo Phật phải trường trí tuệ. Mục đích của mình muốn tu được cái gì? Trước mắt phải tìm một cái mục đích của mình, rồi cái công thức như thế nào, đó là mỗi người là người tu theo đạo Phật khôn đó. Còn nếu mà tu mà không đúng cái này là nó thành người dạy thôi. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Dạ cháu xin hỏi câu thứ 23. Thưa bác, đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam ra đời có lợi ích gì cho loài người thưa bác? Đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam ra đời nó xóa đi cái mê tín, nói cái gì cũng bằng khoa học hết, thấy không? Làm cho con người nó không mê tín. Đây là cái lợi ích thứ nhất, không người không mê tín mà hiểu đạo Phật bằng khoa học. Đây là cái thứ hai. Mà đạo Phật nó có sáu nẻo luân hồi, anh muốn đi đâu đạo Phật chỉ cho anh đi. Anh muốn lên trời cũng được, anh muốn về Phật giới cũng được, anh muốn xuống địa ngục cũng được, anh vô quả ngục cũng có, Đức Phật cũng chỉ cho con đường đi luôn, thấy không? Đó, đạo Phật khoa học Thiền Tông nó là ra đời nó vậy đó. Nó chỉ toàn bộ trắng của cái thế giới này gọi là đạo Phật khoa học Thiền Tông, nó có lợi ích như vậy đó, bằng thực tế chứ không phải mơ hồ, có lợi ích bằng thực tế. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Dạ cháu xin hỏi câu thứ 24 ạ. Dạ thưa bác, cháu nghe nói đạo Phật có tinh hoa, vậy tinh hoa của đạo Phật là gì thưa bác ạ? Đạo Phật có tinh hoa là nó nói cái gì cũng bằng khoa học và thực tế, còn tất cả các đạo khác nó nói không có thực tế và khoa học. Mà các đạo khác nói là nói gì linh thiêng thôi. Còn đạo Phật tinh hoa của nó là gì? Nó nói giải thích bằng trái đất này cũng bằng khoa học, con người cũng bằng khoa học, mà tánh người cũng bằng khoa học, nhân quả luân hồi nó dạy bằng công thức. Vì thế mà gọi là đạo Phật khoa học là cái chỗ này, là tinh hoa cũng của này, khoa học cũng là cái chỗ này. Đạo Phật nó đặc biệt cái chỗ này nè. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ cháu xin cảm ơn. Cháu xin hỏi câu thứ 25 ạ. Thưa bác, ở trái đất này loài nào quan trọng nhất thưa bác ạ? Nếu mà nói về quan trọng, nói về hiển linh thì thánh là quan trọng nhất. Mà giải quyết mọi việc trên đời, con người là trên hết, thấy không? Quan trọng tùy theo. Hiển linh là về thánh. Mà cái vấn đề mà giải quyết được sự tồn vong của trái đất này, con người. Hai cái loại này mỗi bên quan trọng. Hữu hình con người, vô hình thánh, nó vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cháu xin cảm ơn. Cháu xin hỏi câu thứ 26 ạ. Thưa bác, loài thần có nhiệm vụ gì nơi trái đất này ạ? Thưa bác. Thần thì có nhiệm vụ là theo dõi tánh Phật, mượn thân và tánh người thực thi nhân quả. Đó là thần là có vậy. Nó quan trọng nhất là theo dõi mình làm cái gì. Nếu mình tu mà giảng sanh thì thực thi đẩy lên trời. Mình mà tu trở về Phật giới
ông cho trở về tự do. Đó là thần quan trọng nhất rồi. Theo dõi và thực thi nhân quả, theo lục đạo luân hồi hoặc trở về Phật giới. Đó là thần có nhiệm vụ vậy đó. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ cháu xin cảm ơn. Dạ cháu xin hỏi câu thứ 27 ạ. Thưa bác, loài người có nhiệm vụ gì thưa bác ạ? Nhiệm vụ có nhiều người. Loài người có cái nhiệm vụ là làm cho trái đất này ổn định, làm trái đất này sinh tươi, làm hủy diệt trái đất này luôn. Loài người ba cái nhiệm vụ: ổn định, tươi đẹp và loại bỏ. Loài người có ba cái nhiệm vụ ở trái đất này, nó là vậy. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ cháu xin cảm ơn. Cháu xin hỏi câu thứ 28 ạ. Thưa bác, loài ngạ quỷ có nhiệm vụ gì ở trái đất này thưa bác ạ? Loài ngạ quỷ thì nó có năm cái đẳng cấp của nó đó. Nếu mà đẳng cấp cao nó là thánh, còn đẳng cấp thấp thì nó là ngạ quỷ, mà người ta thường tới sử dụng cái tiếng của hồn đó. Thành ra nó loài ngạ quỷ nó có năm cái loại chứ không phải một. Nó có thể là làm bất cứ gì con người thích, là nó dụ con người không cho đi ra khỏi trái đất này, với tam giới này nó không cho. Là loài ngạ quỷ nó có bổn phận là phải theo loài ngạ quỷ hoặc là ở trong trái đất này chứ không cho ra. Loài ngạ quỷ tuyệt đối cấm không cho con người ra, trừ khi trở hồi tạo công đức vô lượng nó không dám lại gần thì mới ra được, thấy không? Loài trái đất này loài ngạ quỷ đó là quan trọng nhất chứ không phải bình thường đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cháu xin cảm ơn bác. Và cháu xin hỏi câu thứ 29 ạ. Thưa bác, ở trái đất này loài nào suối con người mê tín thưa bác? Loài người suối mê tín là cái loài của hồn, thấy không? Loài của hồn suối con người mê tín. Vì thế mà tại sao mà các chùa người ta cúng là gì? Cúng của hồn đó. Cúng của hồn là gì? Cúng mê tín. Bởi vì mình chấp nhận con người mà chấp nhận cúng của hồn rồi thì con người sẽ theo của hồn, là con người dẫn cho mình mê tín của hồn. Tóm ra con hồn đó, nó làm cho con người mê tín. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cháu xin cảm ơn bác. Dạ cháu xin hỏi câu cuối cùng, câu 30 ạ. Thưa bác, chùa Thiền Tông Tân Diệu là của Thiền Sư Ni Đức Thảo lập ra để dạy cho con người công thức trở về Phật giới. Cớ sao có người nói là của họ? Vậy theo nhân quả người cướp lấy này có bị gì không thưa bác? Theo cái nhân quả thế giới này nè, nói thiệt còn á, trên trái đất này là có mấy cái đức: công đức về Phật giới, phước đức lên trời, phước đức âm ở trái đất này, ác đức đi xuống địa ngục. Còn một cái đức nữa là cái gì? Đi cướp cái giáo lý á, đi cướp giáo lý và cướp cái đạo của ta. Nó thiệt đi, độc đức, ác độc đức, cái đức ác độc. Đi đâu? Đi vô quả ngục sống. Thì thế giới mà cái tuồng hát nó cũng vậy đó. Phải có người trung, người nịnh và người hung, người hiền, thấy không? Thì cái đạo Phật ra đời nó cũng có đầy đủ hết. Con suy nghĩ đi, chửi đạo Phật cũng có nè, ghét đạo Phật cũng có nè, khen đạo Phật cũng đó nè, cướp lấy đạo Phật cũng có nè. Đây là thế gian đó mà, nó đi theo quy luật của nó. Chứ đừng có thấy người ta làm này làm kia mình chê, đây là cái vai trò của cái thế gian này. Con nên nhớ là con đi coi một cái tuồng hát nào cũng vậy, cũng có ông nịnh, ông trung, ông tham, ông chữ, đủ chuyện hết. Thế gian này nó vậy. Vì thế một cái đạo nào nó ra đời thì nó phải có những cái thành phần này tham gia vô. Mình cũng không trách người ta đâu, thấy không? Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin kết thúc câu hỏi của cháu ạ. Cháu xin cảm ơn bác nhiều. Cháu chúc bác nhiều sức khỏe dồi dào và cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Dạ, cháu xin rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn cháu nhiều. Dạ con chào bác ạ. Con tên là Trần Thị Kim Truyền, quê ở Phú Cường, cái Đại Tiền Giang ạ. Xin hỏi bác một số câu, xin bác giải đáp đi giúp con để con được gõ thông ạ. Cháu hỏi đi, bác trả lời. Dạ. Câu thứ nhất ạ. Muốn một quốc gia mạnh thì dân phải như thế nào thì quốc gia mới được mạnh thưa bác? Một quốc gia mạnh thì quốc gia trí của dân tộc nó phải cho khuôn. Thứ nhất đừng có mê tín.
thì quốc gia nó sẽ hùng cường. À, quốc gia mạnh, con người phải khôn và đừng mê tín thì quốc gia đó sẽ hùng cường. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo ạ. Lý do gì mà quốc gia yếu vậy thưa bác? Quốc gia yếu là dân tộc đó mê tín nhiều quá, nghe ai nói gì cũng tin, nghe ai biểu lại cũng lại, ai cũng cầu xin người ta, thì quốc gia đã yếu thiếu. Vì thế Bác Hồ có nói là đừng có dựa dẫm vào thần thánh mà làm cái con người nó khiếp nhược. Thấy không? Mình phải căn cứ vào lời lãnh đạo của quốc gia nói. Nếu mình kêu bằng khiếp nhược thì quốc gia sẽ yếu. Yếu thì dễ mất nước lắm, nói cho con biết. Rồi con hỏi tiếp đi. Xin hỏi bác câu thứ ba. Thưa bác, toàn dân mà không ai mê tín dị đoan thì quốc gia đó sẽ như thế nào vậy ạ? Toàn dân mà không mê tín dị đoan thì quốc gia đó sẽ hùng cường. Thấy không? Làm cái gì cũng thành công hết được. Bởi vì nếu mà trường họ mà quốc gia đó mà nhiều người mê tín quá thì quốc gia yếu đuối lắm. Thấy không? Bởi vì cứ mở cái chuối đầu vào trong cái mê tín gì đó thì làm sao còn ai lo cho quốc gia, cứ lo cho thần thánh không thì làm sao được. Thấy không? Vì thế mà quốc gia mà hùng cường thì quốc gia nhân dân đó không mê tín gì đó thì mới quốc gia mới hùng cường được. Rồi cho học tiếp đi. Hiện nay thì dân tộc Việt Nam có quá nhiều người mê tín dị đoan. Muốn cho những người này không mê tín dị đoan nữa thì phải làm sao vậy thưa bác? Thứ nhất thì mới nâng cao cái tầm hiểu biết của con người lên. Bằng cái gì? Bây giờ nói gì đâu, mê tín dị đoan đây là nó nằm trong cái tôn giáo. Tôn giáo nào mà chuối người ta mê tín thì dân tộc mình phải yếu hèn. Vì thế mà nên tìm cái giáo lý của cái đạo nào đó mà dạy người ta bằng sự thật trái đất này thì cho xuất bản cái quyển giáo lý này khóa cho toàn dân biết thì dân tộc nó hoàn toàn không mê tín. Nhớ phải tìm được cái quyển giáo lý nào mà dạy bằng khoa học thì nên cho xuất bản cái quyển này. Còn cái quyển mà xuất bản về mê tín, về thần thánh thôi đừng dẹp đi, phải xuất bản bằng cái quyển mà khoa học thì người dân Việt Nam đọc không ai mê tín hết thì quốc gia nó sẽ hùng cường tốt đẹp thêm. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo ạ. Khi còn sống thì Bác Hồ thường xuyên dạy là dân tốt thì quốc gia yếu, dân tộc có khiếm nhược thì quốc gia mất, dân nghe ai nói gì cũng tin thì dân tộc đó làm nô lệ cho người khác. Vậy muốn cho toàn dân không làm những chuyện nói trên thì phải làm sao vậy thưa bác? Muốn cho toàn dân đừng làm những cái chuyện mê tín, đừng dốt nát thì trước nhất phải tìm cho được cái quyển giáo lý của cái đạo Phật khoa học cho toàn dân đọc. Toàn dân mà đọc được cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học này nè thì ai cũng khôn ngoan hết, ai cũng sống thời đại 4.0 hết, không có còn chuyện mê tín gì đâu. Mê tín dị đoan là nó đưa đến dân tộc Việt Nam mình khiếp nhược và mất nước, là cái chỗ này. Thấy không? Dân tộc khôn thì không thể mất nước được. Dân tộc dạy thì nước mất dễ như trời. Con hiểu được cái nguyên lý này nó là vậy đó. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Con xin hỏi câu số 6 ạ. Cái tín ngưỡng đúng thì phải tín ngưỡng như thế nào vậy ạ? Tín ngưỡng đúng thì làm cái gì cũng đúng theo quy luật vật lý và thứ hai đúng theo khoa học và thực tế. Nếu tín ngưỡng đúng, trên thế gian này nó có tín ngưỡng đúng và tín ngưỡng sai chứ không phải là không. Nhưng mà tín ngưỡng đúng là này là phải bằng khoa học là tín ngưỡng đúng. Tín ngưỡng sai là gì? Tín ngưỡng mù mờ gọi là tín ngưỡng sai, không thực tế, nghĩa là không có cho người ta hỏi tự do về cái tín ngưỡng này nữa. Tín ngưỡng nào mà cho người ta hỏi tự do thì tín ngưỡng đó là đúng. Còn tín ngưỡng mà không cho người ta hỏi tự do là tín ngưỡng sai. Phải hiểu được cái căn bản này thì mới tín ngưỡng mới đúng được. Rồi cho hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác. Con xin hỏi câu số 7 ạ. Hiện nay có ông Trần Tâm tuyên bố ổng là Ngọc Hoàng. Có đúng sự thật không thưa bác? Cái câu chuyện này nếu mà ổng tuyên bố thời kỳ Đồ Đồng thì được. Còn thời Nguyên Tử này tuyên bố cái này là ổng nó xin lỗi ổng á. Ổng điên là cũng khùng. Cái thời này làm gì Ngọc Hoàng ở đây?
Ngọc Hoàng ở đâu? Ngọc Hoàng là ở trên trời, làm sao dám xuống thế gian này? Thế gian này, thế giới này gọi là thế giới vật chất âm dương. Xuống đây ông, nếu gật ông cũng chết luôn. Mình nói Ngọc Hoàng bởi vì nếu mình nói về thời kỳ đồ đồng, đồ đá thì được. Thời nguyên tử 4.0 này nói cái chuyện đó là nói với mấy cái ông cái đi lừa người thôi, làm gì có cái chuyện Ngọc Hoàng xuống đây, thấy không? Nghe cái đó thôi, bỏ đi. Coi mấy ông đó đây, nếu đúng mấy người mà bác sĩ nên đưa vô nhà thương á, trị cái bệnh đi, trị bệnh nói tào lao, thấy không? Ngọc Hoàng làm gì xuống thế giới vật lý này, dám xuống không? Thế giới này là thế giới vật chất. Đó, vô đây mà không có vật chất là ông cũng chết luôn. Chứ đừng có nói Ngọc Hoàng không dám xuống đây đâu. Nói thiệt, Ngọc Hoàng không khi nào dám xuống cái trái đất này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Vậy ông Trần Tâm này là ai ở trái đất này vậy ạ? Ông Trần Tâm này là Thánh Thừa Hành. Ông là Thánh Thừa Hành đó. Chứ Thánh mà Thánh có đẳng cấp không dám nói cái này. Thánh Thừa Hành thôi. Thì cháu tu Thiền Tông cháu biết Thánh Thừa Hành ở đẳng cấp nào và ai. Cháu về cháu nghiên cứu lại cái này. Trên mạng thiền tông.com đã nói rất nhiều về Thánh Thừa Hành này. Thấy không? Đó, chứ còn mày đây bây giờ bác cũng không nói rõ được. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cháu xin hỏi câu số 9 ạ. Thánh Chúa Thế Giới là ai thưa bác? Ở trên trái đất này nè. Cái là Thánh Chúa đó nó có 5 cái đẳng cấp. Thánh Chúa Thế Giới là cái người mà thánh trùm ở thế giới này, cái lãnh đạo của cái thế giới này là Thánh Chúa Thế Giới. Thánh Chúa đi bất cứ đâu trên thế giới này và quốc gia nào cũng được, thấy không? Gọi là Thánh Chúa Thế Giới là người lãnh đạo về thánh của trái đất này, gọi là Thánh Chúa Thế Giới. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Dạ, cháu hỏi câu số 11 ạ. Ông Trần Tâm xưng mình là Ngọc Hoàng, có đúng sự thật không thưa bác? Nói đúng Ngọc Hoàng, cái này Ngọc Hoàng ta không ở đây đâu. Ông Trần Tâm là cái này, cái gì là cái đó là cái người mà gọi là thánh xưng. Mấy người ở trên đại đất này có vị thánh mà thánh đi bất cứ đâu thì muốn nói gì nói, muốn xưng gì xưng. Ông Trần Tâm làm cái dạng thánh xưng chứ không phải là thánh thật. Thánh thật nó khác, trong trái đất này có hai cái là thánh. Thánh thiệt là thánh thật. Thánh thiệt là xưng thiệt, xưng ra tôi là thiệt. Với sự thật, thánh thật không phải vậy. Thánh thật nó có, trái đất này có thánh thật. Thánh thật là cái thánh rõ ràng, có nằm ở trong cái quy luật của vật lý này. Còn thánh thiệt là thánh tự xưng. Mà do cái ông thánh mà, cái ông thánh thừa hành, ông đổi lớp, ông xưng vậy thôi. Chứ làm gì trái đất? Trái đất này Ngọc Hoàng không thể vô ở trái đất này được. Không dám xuống trái đất này luôn. Chứ đừng có nói gì. Vô trái đất thì nó đốt cháy ổng liền à. Thấy không? Ổng là cái cõi trời dòng hai của tam giới. Bằng điện từ âm dương năm màu sắc. Không thể chịu nổi cái điện từ âm dương mà nó hút của cái vật lý được, vật lý của cái nhân quả được. Nó rất mạnh. Con suy nghĩ nè, trái đất nó bao nhiêu tấn, bao nhiêu tỷ tỷ tấn mà nó còn kéo đi đi chơi, không ngờ Hoàng dám xuống đây không? Thấy không? Vô đây chịu không nổi. Mà muốn vô đây phải vô bằng trung ấm thân thì được. Bỏ cái lớp Ngọc Hoàng đi, rồi vô đây làm con người, mang trung ấm thân làm con người thì được. Chứ Ngọc Hoàng nó mang cái điện từ âm dương, cái thân của điện từ âm dương năm màu sắc mà vô đây nó nghiền nát liền, chịu không nổi đâu. Thấy không? Ông Trần Tâm không hiểu cái quy luật này. Thì ông nói chuyện, nói xin lỗi, nói để cho mấy người khờ họ nghe thôi. Chứ làm sao mấy trí thức làm sao nghe cái chuyện này. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Hiện nay có quá nhiều người mê tín. Làm sao những người này không mê tín nữa vậy thưa bác? Không mê tín nữa thì bây giờ nhà nước có bổn phận là phổ biến ra cái gì là sự thật trái đất này, cái gì là mê tín, cái gì là chân thật, thì nhà nước phải phổ biến này ra cho toàn dân biết thì toàn dân không mê tín. Thấy không? Cái phần này là do Bộ Giáo dục, Bộ Văn hóa, Bộ Văn hóa phải có cái nhiệm vụ này. Thấy không? Bởi vì mình cho toàn dân biết rằng trái đất này, cái này là mê tín, này là chánh tín rồi thì không ai mê tín.
Tại vì hiện giờ không có cái chương trình này, lấp la lấp lửng, thành ra ai nói gì cũng nghe. Thứ nhất là mấy cái ông lừa đảo nói người ta nghe, chết là chết cái chỗ này. Mà cái này á, thì nếu nhà nước có cái văn bản rõ ràng giải thích chữ này mê tín nè, chữ này chánh tín, rồi phát cho toàn dân biết, khỏi cần nói cái gì hết á, ta nhìn thấy ta biết rồi thôi, ta không mê tín nữa cái vậy thôi. Mà nhà nước cũng khỏe, nhà nước chỉ tốn cái tờ giấy thôi, hoặc là phát trên mạng TV á, cái này mê tín nè, chánh tín nhiều đó thôi, thấy không? Thì toàn dân đã ai mê tín nữa đâu, trong vòng một ngày dẹp cái mê tín luôn, trong vòng một ngày thôi. Nếu nhà nước tham gia vào, trong vòng một ngày mê tín trên trái đất này không còn nữa, trong quốc gia này không còn có chuyện mê tín nữa. Rồi cho hỏi tiếp đi. Cháu xin hỏi câu số 13. Ở Việt Nam cơ quan nào chịu trách nhiệm dẹp mê tín vậy ạ? Chịu trách nhiệm dẹp mê tín thì cơ quan văn hóa, vì đây là cái văn hóa để ta phổ biến cho toàn dân biết mà. Cái nào là mê tín, nào chánh tín ta biết, này là cơ quan văn hóa. Mà trung ương đó là Bộ Văn hóa Giáo dục, còn ở địa phương là cái ban văn hóa của phường xã lo chuyện thế này, thấy không? Thì nếu mà muốn dẹp cái này thì phải đi cái hệ thống này. Bây giờ nói thiệt, cái thời đại văn minh rồi, nói chừng 5 phút sau cả trái đất biết hết. Thì đưa lên cái TV, lên cái mạng rồi la chừng một bữa thôi. Một ngày, ngày trước mê tín, ngày sau chánh tín hết. Rất đơn giản, là do Bộ Văn hóa lo cái chuyện này. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Dạ, xin bác phân tích mê tín là gì ạ? Chữ mê là sai lầm, cái tín là tin, tin sai. Ha. Mê tín gọi là tin sai sự thật, gọi là mê tín. Thí dụ, tu để lên trời giải thoát sai là mê tín. Muốn giải thoát phải tu khác, chứ không phải tu lên trời là giải thoát. Lên trời là đi hưởng phước. Ha. Tu lên trời gọi là tu hưởng phước. Chứ mà nếu mà tu lên trời để giải thoát là sai. Để lên trời làm sao giải thoát được? Giải thoát đi ra ngoài cái quy luật này nè, qua được cái ra trái đất và ra khỏi cái trời luôn thì mới gọi là giải thoát. Còn nếu mình nói không đúng gọi là mê tín. Rồi cho hỏi tiếp đi. Cháu xin hỏi câu số 15 ạ. Dạ, tôn giáo là gì thưa bác? Tôn là cái lời tôn kính, giáo là cái lời dạy của một vị mình tôn kính, đó là tôn giáo, thấy không? Mình tôn kính cái ông nào ông nói gì đó, ông dạy cái giáo điều gì đó, mà mình kính trọng ông thì cái người đó thuộc về tôn giáo, thấy không? Mà thường thường tôn giáo nó có lập cái ngôi, ba ngôi, ngôi trời, rồi hai người ở trái đất này, gọi là tôn giáo. Mà nói thẳng ra Thượng Đế và Thánh Thần. Tất cứ cái tôn giáo nào mà nó có một Thượng Đế, hai Thánh Thần, đó thuộc gì? Xếp vào tôn giáo. Còn nếu mà không có cái ngôi trên thì gọi là tín ngưỡng thôi, chứ không được xếp vào tôn giáo hoặc là cái đạo giáo thôi. Tính cái đạo giáo là mình tu mình được cái gì ở trái đất này gọi là đạo giáo. Còn tôn giáo, ngôi thứ nhất phải Thượng Đế, rồi cái ngôi thứ hai là Thừa Hành, con Thượng Đế đứng ra dạy cái này, rồi cái hai ông phụ tá là Thánh Thần. Nếu đúng cái ngầu nó có là Thượng Đế, con Thượng Đế và Thánh Thần, gọi là tôn giáo. Nếu cái đạo nào có tổ chức vậy, cái đạo đó mới đúng là tôn giáo đó. Rồi cho hỏi tiếp đi. Cháu cảm ơn bác ạ. Bác xin hỏi câu số 16 ạ. Người tu theo tôn giáo tu để được cái gì thưa bác? Tôn giáo gì, con lặp lại? Dạ, người theo tôn giáo tu để được gì ạ? Theo tôn giáo tu, dạ, để được cái gì? Dạ. Tôn giáo tu được lên thiên đàng. Mình tu theo tôn giáo là thường thường lên thiên đàng. Nghe không? Thiên đàng hưởng sung sướng. Tất cả tôn giáo đều dạy để người ta lên thiên đàng. Lên thiên, thiên là trời, đàng là đường trên trời, lên sống trên đường trên trời ấy, gọi là tu cho hưởng phước ở trên đó đó. Nghe không? Rồi cho hỏi tiếp đi.
Dạ. Câu tiếp theo ạ. Thiên đàng ở đâu trong tam giới này thưa bác? Ở trong tam giới này nó có bốn cái bầu hoàng đạo. Ở trái đất này con đường đẹp gọi là địa đàng. Con đường mà nó đẹp á, giống như đường Nguyễn Huệ ở Sài Gòn á, hàng năm người ta có làm cái đường đẹp á gọi là địa đàng. Còn trên trời cái đường nào mà nó có bông hoa cây trái mà nó đẹp nhất thì đường đó gọi là thiên đàng. Ở trên trời cái đàng, cái đường trên trời gọi là thiên đàng. Có nghĩa con đường rất đẹp ở trên trời. Còn con đường rất đẹp ở dưới trái đất gọi là địa đàng. Hay không phải hiểu hai nguyên tắc này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ. Cháu xin hỏi câu số 18 ạ. Tuổi thọ của vòng 2 tam giới là bao lâu ạ? Tuổi thọ mà cái vị trời sống ở trên vòng 2 tam giới 1000 năm, cao nhất là 1000 năm. Mà thấp nhất 10 năm. Giống như mình ở đây nè, cao nhất 100 năm, thấp nhất mới đẻ ra chết. Cái vậy ở trên cũng vậy. Tùy theo lên đó, tùy theo cái phước. Ví dụ con ở đây mà con hưởng được cái phước vô lượng của trời dòng 2 tam giới đó, con hưởng đủ thì 1000 năm. Còn con có 80%, con có 80 tuổi, 80-800 năm thôi. Thấy không? Còn có 60 thì sống 600 tuổi, có vậy thôi. Nó tùy theo cái phước của mình sống ở đó. Giống như ở thế gian này con đi du lịch, tôi đi một tháng về, tôi đóng đi qua chỗ đó một tháng, thì một tháng về, tôi đóng 10 ngày thì 10 ngày về. Đó. Thì cái tuổi thọ nó không có ấn định là bao nhiêu, nhưng mà cao nhất là 1000 năm, thấp nhất 1 ngày. Đi chơi 1 ngày về, đó là vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Cháu cảm ơn bác ạ. Câu hỏi tiếp theo, người bố thí mà không tu theo đạo nào, sau khi chết đi về đâu thưa bác? Bố thí mà không theo đạo nào thì nữa trở về dòng tộc làm người giàu. Thấy không? Ở trong dòng tộc, bây giờ cái đời này, thí dụ con có tuổi giàu của con có 10 lượng vàng, mà con bố thí nữa, đời sau con được 100 lượng. Bố thí mà không theo đạo là phải ở trong dòng họ, để tái sanh làm người khá hơn, tùy theo cái bố thí của mình. Bố thiếu nhiều thì giàu nhiều, bố thí ít thì giàu ít, có vậy thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Dạ, cháu hỏi câu số 20 ạ. Người sống mà không tu theo đạo nào, sau khi chết sẽ đi về đâu ạ? Sống mà không tu theo đạo nào thì cứ ở dòng họ hoài. Thấy không? Cứ trong cái dòng họ, có luân chuyển trong dòng họ hoài. Đó, còn nếu mà mình có tạo phước thì đi lên. Còn nếu mình tạo ác đi xuống. Còn để tạo công đức về. Thế giới này nè, nơi đây ngã rẽ hai đường. Kẻ theo lục đạo người về vô sanh. Con muốn đi đâu? Hai đường. Muốn ở trong luân hồi thì làm theo của luân hồi. Muốn về Phật giới thì làm theo đường về Phật giới. Đó. Tức chỉ đơn giản thôi. Con hỏi tiếp đi. Dạ. Cái tinh hoa đạo Phật ra đời, cớ sao có thầy cúng không chấp nhận mà cho là của bọn ma vương vậy thưa bác? Thầy cúng là gì? Là sư phụ của mấy ông cô hồn. Còn cái đạo Phật, khoa học nó ra đời là nó nói bằng khoa học, ông làm ở đó là nữa thì theo cô hồn đó. Chỉ rõ vậy thì nó tức, nó chửi thôi. Bởi vì từ xưa tới giờ không ai hiểu cái đạo, cái thế giới này là tổ chức như thế nào. Rồi mấy ông thầy cúng mới lên chân, mới cúng là chánh pháp. Ai về bây giờ thiền tông nó ra đời, nó anh cúng là bạn với là sư phụ của cô hồn đó. Thì anh chơi với cô hồn nữa là anh đạo gì? Đạo rậu tà. Mình nói vậy là ông chửi mình. À, chứ đâu có khác gì đâu. Có nghĩa là thiền tông nó ra đời, nó nói bằng sự thật. Những ông nào mà ham tiền, ham danh, ham lợi thì được chửi. Chửi cái thiền tông này hết. Chửi cho nó ma dương, tà đạo, quỷ quái gì đó. Thấy không? Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Người sống mà không tu theo đạo nào, sau khi chết sẽ đi về đâu ạ? Sống mà không tu theo đạo nào thì chết thì ở cái dòng tộc hoài, cứ quanh quẩn trong dòng tộc hoài. Thấy không? Nhân quả trong dòng tộc, trong dòng họ. Thấy không? Ví dụ trong cái dòng họ mình á, thì
nếu mà trong cái dòng họ mình là nói về cái, nói về cái một họ, thì ví dụ con họ Nguyễn thì cứ đầu thai vào con họ Nguyễn hoài. Còn nếu mà trong cái họ tộc nó nhiều lắm mà, họ tộc nó chín đời lận chứ, nó gọi là, gọi là cửu quyền chín đời, thì con luôn hồi trong cái chín cái dòng họ này nè, để mà làm cha làm mẹ làm vợ làm chồng con cái, và cứ liên tục luân chuyển ra trong cái dòng họ với trong cái họ tộc thôi, thấy không? Còn nếu mà mình tu thì bắt buộc mình phải chấp nhận lìa dòng tộc, dòng họ đó. Lên trời làm sao còn dòng họ nữa, chừng nào chết mới trở lại, còn xuống địa ngục làm sao ở dòng họ được, thấy không? Tu thì phải hai đường đi, một lên trời, hai xuống địa ngục, hoặc làm thực vật vậy đó. Còn nếu mình không tu mà mình không tạo cái gì thì cứ ở trong cái họ tộc hoài, để làm vợ chồng con cháu nhau hoài. Còn tu, còn muốn giải thoát thì phải đi qua cái công thức khác. Cái công thức này duy nhất chỉ có Thiền Tông mới nói ra thôi. Còn cái giải thoát này không, ngoài Thiền Tông là không ai biết. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin hỏi câu tiếp theo ạ. Tinh hoa đạo Phật ra đời, cớ sao có thầy cúng không chấp nhận mà cho là của bọn ma vương vậy thưa bác? Tinh hoa đạo Phật ra đời là nói bằng sự thật. Nói anh cúng đây là anh cúng của hồn đó. Anh nữa anh cúng riết rồi anh làm sư phụ của hồn luôn đó. Thấy không? Nên nó ghét nó chửi mình rồi thôi. Nó tưởng đâu đây là nó đúng là cái nghề cúng là cái nghề của người ta kiếm tiền. Nhưng mà còn cái nhân quả sao không cần. Mấy ông thầy cúng không sợ nhân quả. Bây giờ có tiền sướng hơn thôi, còn cái chuyện nữa tôi làm gì, chuyện của tôi không sợ. Vì thế mà đạo Phật Thiền Tông ra đời nó, mấy ông này chửi là vậy. Nguyên tắc nó vậy. Thế giới này người ta đang hành nghề mà anh phá cái nghề của người ta chửi, đúng rồi. Ông Phật còn không dám nói cái chuyện này cho mấy ông thầy cúng nghe luôn á. Thấy không? Đời ông Phật, hồi Đức Phật còn sống bao nhiêu thầy cúng, nó chửi ông nó trên bàn. Bởi vì thế mà ông Phật vừa mất rồi nó dẹp đi cái đạo Phật liền. Ở bên nước Ca Tỳ La Vệ nó dẹp liền. Nó đưa cái đạo Hindu lên, đạo thần lên rồi. Thấy không? Vì thế mà cái, tất cả cái gì mà bằng sự thật nó dẹp hết. Vì thế mà mấy cái ông thầy cúng chửi là phải rồi. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Cháu xin hỏi câu số 22 ạ. Muốn tinh hoa của đạo Phật được chấp nhận thì phải làm sao vậy ạ? Tinh hoa đạo Phật muốn chấp nhận khó lắm. Trong thế giới dông bão này không có thể một cái cành hoa nở được. Vừa mới nở ra thổi bay liền, không có được. Hy hữu lắm. Nói thiệt còn, mấy đời Phật về trước không thể nói được cái chuyện này đâu. Mà bây giờ cái đạo Phật nói là được một phần rất mừng. Chứ sự thật nó không có thể, cái Thiền Tông không thể tồn tại trong thế giới tiền bạc được. Không tồn tại trong cái thế giới vật lý. Thiền Tông nó phá mà, thì làm sao tồn tại được. Vì thế mà mình nói được ngày nào hay ngày nấy thôi. Thấy không? Đừng có lo cái này, đừng có buồn. Bây giờ ai muốn giải thoát cốp lấy cái này, cố gắng làm sao giáo lý nó ra đời, thì mỗi người kiếm một quyển về để dành nó photo cho người ta, thì mình sẽ biết được cái công thức nó về thôi. Mà mình đã tạo được công đức rồi, vì thế mà trong kinh thường nói là đức trọng quỷ thần kinh. Công đức mà con có rồi, quỷ thần không thực thi nhân quả con được, cho con về. Thần thì không thực thi nhân quả, cho tự dễ về. Thánh thôi, tôi chào sư phụ, tôi không dám quậy sư phụ nữa, nghe không? Phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi con hỏi tiếp đi. Cháu xin hỏi câu số 22 ạ. Muốn tinh hoa của đạo Phật được chấp nhận thì phải làm sao vậy thưa bác? Cái này thì con mơ ước về, chứ sự thật không, tinh hoa đạo Phật không thể ai chấp nhận được. Bởi vì cái thế giới này là thế giới tiền bạc, mà con bây giờ con nói cái tinh hoa ra là cái tinh hoa ta nói bằng sự thật, mà làm sao ai chấp nhận được, nghe không? Thì không thể nào ai chấp nhận được cái điều này. Nhưng mà đều dân tộc Việt Nam mình 100 triệu, cao lắm là 1% người chấp nhận thôi, không có nhiều hơn nhiều đâu, nghe không? Mà 1% người này thì cơ may mới trở về Phật giới được thôi,
một phần trăm này thì cũng mong rằng vậy thôi. Chứ sự thật đạo Phật công bố, thiền tông ra đời mà nó công bố ra thì không có ham vọng nhiều, mà chỉ cứu vớt một phần nhỏ con người trở về Phật giới thôi, có vậy thôi chứ không có tham vọng. Không muốn cho cái Phật, cái đạo Phật khoa học này tồn tại luôn á, là vì có ai chịu đâu. Bây giờ chùa Thiền Tông Tân Diệu mất rồi, dẹp liền, không có chùa thứ hai nào đảm đang nổi cái chuyện này đâu, thấy không? Vì thế giới này là thế giới vật chất kim tiền, thế giới danh lợi và địa vị, không ai chấp nhận cái này đâu. Thành ra bây giờ còn được mới được 3 năm thì cũng ráng mừng đi, thì được năm nào hay năm đấy. Giờ con hỏi tiếp đi. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu thấy pháp môn thiền tông học này bác phổ biến ra không ai chấp nhận, vậy bác phải làm sao vậy thưa bác? Vì thế giới này là thế giới vật chất, con nên nhớ rằng làm cái gì phải tiền bạc, mà bây giờ nó xóa mà. Ông Phật biểu buông, con suy nghĩ là buông tất cả. Rồi làm sao? Cắt cái chùa, không cho dính cái chùa đó, làm sao? Ai dạy cắt chùa? Vì thế mà khó cái chỗ này lắm. Thành ra cái đạo Phật mà bằng nói bằng khoa học, không ai chấp nhận. Vì thế gian, là tại sao người ta thế gian? Thế gian là cái thế giới này lừa đảo nhau, gian manh lừa đảo nhau. Không có thể chấp nhận cho cái anh thiệt tình này ra đâu. Thấy không? Thì bác nói cho con nghe thôi, chứ đi sâu vào này không dám nói đâu. Đâu, cháu hỏi câu khác đi. Dạ, cháu hỏi câu tiếp theo ạ. Tại sao các vị tiến sĩ Phật học mà lại không biết pháp môn thiền tông của Đức Phật dạy thưa bác? Tiến sĩ Phật học là gì? Là cái ông học ngữ, cái học kinh sách, vật lý. Còn cái thiền tông là nó biết truyền, đặc biệt truyền đi, bí mật truyền đi. Ai biết? Vì sao mà ông tiến sĩ giờ 10 cái bằng cũng không biết nữa. Tiến sĩ là người ta học ngữ trên cái kinh điển vật chất, vật lý đàng hoàng. Còn cái này nó đặc biệt truyền đi trong không gian. Từ ông Thích Ca mà truyền cho đến khi nào Long Nữ nhận được mới mã hóa ra tất cả những cái gì Đức Phật dạy. Có ai biết? Thích Ca biết, Long Nữ biết. Để là cái chùa Tân Diệu tôi có bổn phận phải nói ra thôi, có vậy thôi. Ngoài ra không có người thứ tư biết. Ông Thích Ca biết, Long Nữ biết, tôi biết. Người thứ tư không biết. Người thứ tư biết là sau khi tôi phổ biến ra, người thứ tư mới biết. Vì thế nó rất khó có chỗ này nè. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ. Con cảm ơn bác ạ. Cháu xin hỏi câu số 24. Bác phổ biến tinh hoa đạo Phật ra, cớ sao quá nhiều thầy chửi bác là dạy đạo tà thưa bác? Bởi vì cái thế gian này, cái thế giới này là cái thế vật chất. Bác phổ biến bằng sự thật. Bây giờ con đi buôn bán cái đồ giả đi. Có người khám phá ra nói con bán đồ giả, con có chửi ra không? Bác buộc phải chửi. Bây giờ đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, mà có ai mà dạy chữ giác ngộ giải thoát không? Hoàn toàn không có. Mà bây giờ người ta dạy gì giác ngộ giải thoát là chữ là đúng rồi. Có nghĩa là từ ngày xưa giờ không ai biết chữ giải thoát là cái gì, mà bây giờ có người chữ. Mà người đó không phải là ông thầy tu, nó mới chết, nó mới chữ mạnh đó. Ông thầy tu còn ráng nể ông chút cho, còn cái người không phải thầy tu nói cái này là chữ tàn sát luôn á. Thấy không? Vì thế mà có chuyện mà người ta đòi cướp chùa rồi dẹp cái đây chứ mạnh. Nhưng mà nhờ á, cũng nhờ là nhờ luật pháp xã hội chủ nghĩa cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Chứ nếu mà nhà nước không cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo là nó dẹp mất cái chùa này trong vòng 5 phút thôi. Thấy không? Phải hiểu như vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin hỏi câu tiếp theo ạ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm bác không cho phổ biến pháp môn đạo Phật, khoa học thiền tông ra, còn chính quyền có cấm bác không vậy thưa bác? Chính quyền ta cho tự do tôn giáo thì ta cấm. Giáo hội cấm thôi, chứ chính quyền nói là nhà nước cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, đừng có làm hại an ninh quốc gia thôi, đừng có tổn hại môi trường thôi. Chứ nói gì tôn giáo thì tự do, thì nhà nước làm sao cấm được. Vì thế mà nhà nước không cấm thì chùa Tân Diệu mới tồn tại, mới sinh hoạt hàng tuần. Chứ nếu mà không có, nếu nhà nước cấm thì làm sao mình sinh hoạt được, thấy không?
thôi cũng cảm ơn nhà nước xã hội chủ nghĩa đi. Nhà nước tư bản bảo đảm cái chùa Tân Diệu dẹp liền, nhà nước xã hội chủ nghĩa, chùa Tân Diệu còn sống. Nói cho con biết, nếu nhà nước tư bản dẹp mất liền, nghe không? Nhà nước xã hội chủ nghĩa thì cái chùa Tân Diệu còn, thì cũng mừng đi, thì cảm ơn nhà nước xã hội chủ nghĩa đi. Không có nhà nước xã hội chủ nghĩa thì cái đạo Phật Khoa học Truyền thông không công bố ra được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Cháu xin hỏi câu số 27 ạ. Đạo nào cũng có giáo lý, còn đạo Phật có giáo lý vậy không thưa bác? Đạo nào cũng có mà, đạo Phật, bởi vì đạo Phật nó có tới về vật lý, nó có nó nằm cái quyển giáo lý của vật lý. Và còn cái Thiền Tông nó thêm ba cái quyển nữa là 8 quyển. Đạo Phật nói chung, nếu đạo Phật nói chung thì 8 quyển, còn nói riêng về vật lý có 5 quyển. Ai muốn tu cái gì thì phải tìm cái quyển giáo lý đó mà tu thì mới không sai. Còn nếu mà tu mà không có quyển giáo lý thì hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai thì người ta nói sao? Nói người ta nói mình tu mù á. Tu mà không biết gì đó gọi là tu mù, phải không? Thì bác xác nhận là đạo Phật có 8 quyển giáo lý, 5 quyển vật lý và 3 quyển phi vật lý. Đó. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ. Cháu xin hỏi câu tiếp theo ạ. Đạo Phật thì có 6 pháp môn tu, cớ sao có đến 8 quyển giáo lý, sao vậy ạ? Thưa bác. Đạo Phật thì 6 pháp môn tu thì nó có 6 quyển. Nhưng mà đặc biệt cái quyển số 6 đó là cái quyển Đạo Phật Thiền Tông. Nó chia ra thêm 2 quyển nữa. Để chi? Cái quyển thứ nhất của Thiền Tông là nó viết ra để cho cái kẻ mà tham danh ham lợi nó ăn cướp đi. Nó lấy nó đem về làm riêng của nó. Nó lấy đã rồi nó không thấy gì thì cái quyển thứ hai thì sẽ xuất bản ra, là cái quyển Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam sẽ xuất bản ra. Đó, thì cái quyển này nó sẽ lưu hành trong nước Việt Nam. Còn cái quyển mà thứ ba của Thiền Tông là Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam đặc biệt, quyển này không xuất bản được. Vì cái quyển này nó nói ra là nó nói trắng ra sự thật hết, thì trên thế giới này các tôn giáo không đồng ý. Vì thế mà cái quyển này Đức Phật cấm tuyệt đối không cho ra. Còn nếu người nào muốn ra thì phải làm cam kết với chính quyền rằng tôi sẽ lấy được, thì bác sẽ giao cho cái quyển số 8 này. Thấy không? Mà phải có chính quyền làm chứng à. Ông xuất bản ra có chuyện gì thì ông phải chịu trách nhiệm, thì tôi bắt đưa cho. Ai gan thì có biên bản bàn giao rằng giờ chịu trách nhiệm về cái quyển số 8 này nè. Thấy không? Nó có lý do đó. Vì vậy đạo Phật nó phải 8 cái quyển là nó vậy. Cái quyển số 8 nó hoàn toàn không ai dám nhúc nhích tới. Còn ai gan nhúc nhích tới thì lại đây mời đi rồi chính quyền làm chứng. Thấy không? Rồi biên bản rồi có công chứng viên lập biên bản xong rồi thì giao cho. Nhưng mà giao phải xuất bản à, chứ không phải giao rồi đem dục, không được. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Cháu xin hỏi câu số 29 là lời nguyền của Ma Vương như thế nào đối với pháp môn Thiền Tông học này vậy thưa bác? Nguyên văn cái câu này nè. Khi mà Đức Phật dạy cái pháp môn này nó phá ông không được, thì nó có lời nguyền. Này Cổ Đàm, khi mà ông về Phật giới là cái pháp môn Thiền Tông là ông đừng có mong mà phổ biến ra. Phổ biến vật lý nó cho, và cái Thiền Tông nó không cho. Vì Thiền Tông là sao? Thiền Tông kêu con người ta về, trở về. Còn cái tất cả quyển kia là kêu ta ở đây thì nó cho, nó đúng với nó. Thấy không? Khi mà ông mất, ông về Phật giới rồi, tất cả người tu theo ông, ăn mặc theo ông, cái sự thật tu theo ta dạy không? Theo ta hết, không nào mà, không nào mà dạy giải thoát ông đâu. Đừng có mong. Nó thề nguyền vậy đó. Vì thế mà Ma Vương nó thề nguyền rất độc lắm chứ mấy. Vì thế mà cái pháp môn Thiền Tông này là mấy ngàn năm ông Phật không dám đưa ra. Cái đi vòng để 2000, khi mà ông mất có 2561 năm mới cho công bố ra. Mà công bố ra không cũng không nói nữa, mà đợi một năm sau nó sẽ len lỏi vào trong cái giải đáp á. Người ta mới hiểu được cái Thiền Tông này. Bởi vì thế mà công bố quyền ký ra, ta cũng không hiểu cái đó là cái gì. Thấy không? Mà khi mà trong cái quyển quyền ký á, nói ra là ta nói từng câu thôi, chứ ta không có nói từ, ta nói từ chữ thôi, không phải ghép được.
ai biết ghép được thì mới hiểu được cái đạo Phật này. Vì thế mà cái đạo Phật người ta hiểu được là theo cái chấp dẫn như cháo đó, từ từ nó sẽ hiện ra. Bởi vì không chấp dẫn thì không có cái thiền tâm, không ai biết, thấy không? Thì ta cũng thấy bình thường thôi đó. Chính bữa nay cháu chấp dẫn bác thì bác sẽ nói ra bằng sự thật một phần nhỏ thôi nha, chứ không phải nói hết đâu. Không có dạy dù không có dạy gì nó thiệt 100% đâu. Cháu hỏi thì cháu với bác sẽ trả lời 1/10 hoặc 1% thôi, chứ không dám nói hết. Nó khó là khó chỗ đó đó. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu xin hỏi câu cuối cùng ạ. Như vậy pháp môn thiền tông này có tồn tại được không vậy thưa bác? Ở vậy bác nói rồi, ông Phật nói khi mà cái người mà chịu trách nhiệm công bố ra qua đời, nó đi theo ổng luôn, theo cái ông công bố luôn, nó không tồn tại nữa đâu. Nếu mà cái thiền tông mình ở Việt Nam mà nó tồn tại thì duy nhất chỉ không quá 100 chùa. Một quốc gia chiều dài của nó 1,000 mấy trăm cây số, mấy trăm chùa, có 100 chùa nhầm gì đâu, thấy không? Nó không tồn tại, chùa vật lý không tồn tại nổi. Thiền tông còn sống, chùa vật lý không tồn tại nổi. Vì thế mà thiền tông phải chết để chùa vật lý nó mọc lên. Đó là nguyên tắc nó là vậy. Vì cái chùa thiền tông, cái thiền tông này nó ra đời để nó vớt cái loài người không có mê tín, không có tin sai sự thật, có vậy thôi. Nhưng mà bây giờ đã thế gian thì làm sao mà gọi là thế ngay được. Mà thế gian thì nó phải là thế gian, chứ thế gian này không có thể gọi là thế ngay được, thấy không? Vì thế mà cái gì mà ngay thật sống trong thế gian không sống được. Vì bác thường thí dụ là chiếc cái bông, cái hoa nó rất đẹp, đem vô dùng bảo nổ sống nữa không, nó quét mấy cái là tan liền, không thể được. Bởi vì thiền tông không thể tồn tại trong cái thế giới vật lý này được, thế giới nhân quả, thế giới kim tiền này được, nó là vậy. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Cháu xin hết câu hỏi ạ, cháu cảm ơn bác ạ. Rồi, cảm ơn con đã hỏi. Con chào ông. Con tên là Nguyễn Phương Nghi, con 11 tuổi. Con có 6 câu hỏi, mong ông giải đáp giúp giùm con. Rồi, dạ, câu 1. Con xin đọc bài thơ Thiền Thanh Đà Nhất Tử Thiền. Buông dần thôi dứt hết liền tử sanh, ở trong vật lý đưa tranh, đưa tranh càng mạnh tử sanh kéo mình. Muốn hết tử sanh phải dần, dần tìm dần kiếm dần luôn lẫn bàn. Tâm dần thì được bình an, dần theo vật lý muôn ngàn an vui. Thiền Thanh phải bỏ cái tôi, vì tôi là ngã luân hồi phải đi. Như Lai Nhất Tự Thiền Thì, tánh an là được vị chi cũng lìa. Trong bài thơ này có 2 chữ vật lý, ông giải thích giúp giùm con vật lý là gì? Vật là vật chất, cái lý là cái lý thuyết luận của nó đó, và cái lý nhân quả của nó. Tất cả trên thế giới này cái gì vật chất nó bị theo quy luật vật lý là di chuyển vòng vòng, gọi là vật lý. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ 2. Tu theo đạo Chúa sau khi chết được hành gì? Đạo gì? Đạo Chúa hả? Đạo phải đạo Chúa không? Dạ. Để lên thiên đàng sống. Thiên là trời, đàng là đường trên trời. Nếu con chết thì con lên đường trên trời, con sống. Thành gì thì lên đó, thành con của trời. Nghe không? Đạo Thiên Chúa là hay nhất á, lên làm con của trời là sướng nhất á. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 3, cõi cô hồn là gì? Cái gì? Nói rõ lại. Dạ thưa ông, cõi cô hồn là gì? Đạo cô hồn phải không? Dạ. Cái đạo danh vực. Cái đạo vực của người ta là đạo cô hồn. Thấy cái gì của người ta cũng vực hết đó là gọi là đạo cô hồn. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ câu thứ 4, đạo nhân vô tu vô chứng nghĩa là gì? Là cái ông nào không có tu, không có chứng gì hết á. Cái ông đạo đó không có tu, không có chứng gì là gọi là đạo nhân vô tu, vô chứng. Nhưng mà ông đi về, ông biết đường về Phật giới. Cái ông đó đó, ông không tu, không chứng mà biết đường về Phật giới, gọi là ông đạo nhân vô tu, vô chứng. Rồi hỏi tiếp. Dạ câu thứ 5, khi nào trái đất bị hại diệt? Nói gì? Nói rõ lại. Khi nào trái đất bị hại diệt?
À, khi nào trái đất bị hoại diệt phải không? Đúng phải không? Chừng nào nó bể nó hoại diệt. Bây giờ trái đất nó không có hoại diệt bây giờ đâu, hoại diệt, hoại là nó bể luôn à. Kêu mà nó hết cái tuổi thọ nó bệnh nó gần chết chứ nó chưa có bể ra đâu. Cái chu kỳ 10.000 năm trái đất sẽ bị hủy diệt một lần chứ không phải hoại diệt. Hủy diệt sự sống trên trái đất này là gọi là hủy diệt, còn hoại diệt là nó bể luôn. Bể luôn là 10 tỷ năm. Mà trái đất này hiện giờ là 7 tỷ rưỡi năm rồi đó. Thì còn lâu lắm. Nếu mà cháu làm người cứ 100 năm thì còn bao nhiêu nữa? Mấy 2.000 mấy trăm đời nữa không sao rồi, còn lâu lắm. Thấy không? Trái đất con phải hiểu trái đất bị hủy diệt sự sống 10.000 năm làm lần, còn bị hoại diệt là 10 tỷ năm. Mà giờ trái đất này 7 tỷ rưỡi năm rồi đó. Tất nhiên còn 2 tỷ rưỡi nữa, còn lâu lắm. Thấy không? Lo học hành đi cho lớn đi. Giờ nữa thì học đường về Phật giới hoặc là học lên thiên đàng, có hai đường. Một là thiên đàng với Phật giới hai nơi, con muốn về nơi nào thì về. Rồi hỏi tiếp. Dạ, khi đó trung ấm thân mình sẽ đi về đâu? Trung ấm thân đi chết gì để đâu là do cái nghiệp của mình chứ. Ví dụ trong trái đất này có lục đạo luân hồi, 6 đường luân hồi. Còn một đường trở về Phật giới là do cái nghiệp của mình. Nếu mình tạo nghiệp dương thì lên trời, tạo nghiệp ác ở trái đất này. Còn tạo công đức không nghiệp, nghe nhớ, công đức không nghiệp trở về quê cũ làng xưa là nơi Phật giới đó. Qua bên đó là không có nam nữ, không có khổ như ở thế gian này. Thế gian này khổ là gì? Phải ăn mặc rồi lo đủ chuyện hết, lo nhà cửa, bên nó khỏi có nhà cửa hết. Con đi thì có cái pháp thân của con, nó chụp lại con, hình kim thân Phật nó chụp lại. Ha, con nghĩ nó chụp lại, con ngoan con di chuyển rất nhanh. Từ đây qua Mỹ chưa tới một giây, thì con suy nghĩ đi. Nó đi càng khôn vũ trụ trong vòng một ngày là hết rồi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, câu cuối cùng. Xin ông giải thích dùng con từng chữ trong 16 thứ tánh. Thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thì tham sân si mạng nghi ác kiến. Rồi, đây là 6 thứ tánh con người. Thọ là cái thọ là nhận, cái gì cũng nhận vô hết. Thọ tưởng đủ thứ, tưởng 84.000 cái tưởng. Hành là hành động làm việc của mình đó. Thấy không? Thọ tưởng hành thức là cái biết của mình. Cái biết phải, biết quấy, biết hơn thua. Tài là tiền tài danh lợi, thọ tưởng hành thức tài. Còn sắc là ham mê cái sắc gì? Ham mê cái xe đẹp, ham mê cái nhà đẹp, con người nữ ham người nam đẹp. Thấy không? Tại cái sắc đó là người nam ham người nữ ham người là cái sắc. Tài sắc danh, danh là mình muốn được, mình có danh tiếng hơn người ta. Thực là muốn ăn hơn cho người ta, ăn ngon, cái gì cũng không ngon người ta. Rồi thực, rồi thùy, ngủ vậy, ngủ sang trọng. Rồi tham, cái gì cũng muốn đem về cho mình hết. Rồi sân, muốn cái gì không được thì tức, buồn, giận lên, la lên là sân. Si, không được thì không chịu ngủ, cứ mê hoài, nhớ hoài, sân si. Mạng là kiêu ngạo, người ta là giỏi nhất. Nghi là thấy ai cũng sợ, tới cướp mình, tham sân si, mạng nghi, ác. Vì thế mà mình dùng thủ đoạn để ác với người khác. Thế đó thì gọi là ác. Kiến là kiến chấp, ta là giỏi nhất. Cái gì của ta cũng là giỏi nhất. Gọi là tham sân si, mạng nghi, ác kiến. Thấy không? Rồi, còn nữa không? Con cảm ơn ông. Rồi, giỏi lại. Thưa bác, con là Nông Thị Nguyệt, sinh năm 1959, ngụ ở 42 Bis Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con đến đây xin hỏi bác 20 câu hỏi của các Phật tử chưa thông, xin bác giải đáp ạ. Rồi, câu hỏi này. Thưa bác, câu 1. Có lần thầy giảng, người độc thân khó tu thiền tông vì chênh lệch âm dương gì đó.
Vậy sao các tổ ngày xưa là độc thân mà ai cũng kiến tánh? Xin giải thích cho con được rõ ạ. Cái người độc thân á, là thường thường họ có cái kiến chấp, vì thế mà họ mới độc thân. Chứ thường thường mà không kiến chấp là không độc thân. Vì có cái kiến chấp này mà khó tu thiền tông, chứ không phải là, nên nhớ là khó tu thiền tông, chứ không phải là khó tu đạo vật lý. Còn các thầy, cái tổ ngày xưa đó là người ta đi theo dòng thiền tông có cái nhiệm vụ này. Nên nhớ là giữa người bình thường và người tổ nó khác. Một ông tổ nó khác với con người bình thường. Thường thường con nên nhớ là tất cả những người độc thân thường thường ta có kiến chấp rất nặng. Vì cái ngã chấp người ta rất lớn, thành ra nó không có hợp lại với bất cứ cái trường hợp, cái người đối diện gì thế, người ta, ta phải sống độc thân là vậy, thấy không? Còn đừng có so sánh với con người thường với con mấy ông tổ. Ông tổ nó khác, ông tổ là cái nhiệm vụ người ta. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác. Câu số 2. Thưa bác, thiền tông sư là người cắt ái ly gia. Vậy họ sống ở đâu và sinh hoạt như thế nào trong bối cảnh xã hội hiện nay? Có khác gì với thiền gia? Có để tóc không? Mặc đồ màu gì ạ? Thiền tông sư là cái gì? Là mấy ông tổ. Đời này làm gì có tổ? Thời này có thiền gia thôi, thiền tông gia thôi, thiền tông sư hoàn toàn không có. Mà thiền sư còn không có, làm gì có cái thiền tông sư? Thiền tông sư nó tới núi Trúc Lâm Yên Tử là chấm dứt rồi. Quyền Quang là tổ thứ 36, là sau cùng của dòng thiền tông. Cách này là 700 năm, làm sao còn cái gì nữa. Mà hiện giờ thiền tông sư hoàn toàn không có, mà thiền sư cũng không có, mà chỉ có thiền gia thôi. Thấy không? Thiền gia là một nhà nghiên cứu về thiền, ở trong nhà, không vô chùa, không ở chùa. Thiền gia hoàn toàn không ở chùa, mà chỉ là đến chùa phục vụ, đi ra, hoàn toàn không ở chùa. Mới hiểu được cái danh từ của nó là vậy. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, câu 3. Trong kinh hay nói về Phật, Pháp, Tăng. Vậy Tăng đây là thiền sư hay thiền gia? Phật, Pháp, Tăng thế này là Phật là gì? Là cái danh từ thôi, chứ không có hiện hữu ở đây. Phật ở đây là người ta nói về lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là Phật thiệt. Pháp là lời dạy của Đức Phật mà nói về vật lý. Tăng, Tăng là các nhờ sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần. Ly gia các ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh. Tăng là kẻ thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian. Ông nào mà làm được cái này mới gọi là Tăng. Còn bây giờ gọi là thầy thôi, chứ không có tăng. Thầy cúng, thầy tụng, thầy giảng đạo không phải là tăng. Hoàn toàn không có tăng. Thời này chưa thấy có một tăng, một vị tăng. Mà do gì thầy hoặc vị sư. Theo miền Bắc gọi là sư, miền Nam gọi là tăng. Ở thầy chứ không, hoàn toàn không có thánh tăng. Thánh tăng là công dày vô hạn. Phải giải thiền tông này mới gọi là thánh tăng. Thấy không? Thời này không có thánh tăng. Mà chỉ có ông tăng chứ không có thánh tăng. Rồi, cho hỏi tiếp. Dạ, thưa bác, câu 4. Trước đây huyền ký chưa công bố, có người họ cúng dường bố thí bằng ba la mật cho các người tu có chứng có đắc, hoặc giúp người khác an vui thoát khổ, vân vân. Như vậy họ có công đức không ạ? Phước đức còn chưa có công đức gì. Công đức là giúp cho người ta hiểu cái này gọi là công đức. Giúp người ta trở về Phật giới gọi là công đức. Mà giúp cho cái người mà an vui là phước đức thôi. Thế gian là không phước. Cái công đức đợi khi nào mà công bố huyền ký ra mới nói về tới công đức, nghe không? Bởi vì thành ra ông vua Lương Võ Đế mà ông không hiểu công đức cái gì. Các bạn hai ngàn chùa hỏi có công đức không? Ông Bồ Đề không có chút nào, chửi ông này đi. Bởi vì người ta không hiểu được cái danh từ của Đạo Phật. Trong danh từ Đạo Phật rất đơn giản, nhưng mà không phải giải mã được những cái lời của Đức Phật dạy. Mà chỉ thiền tông ra đời để giải mã của lời Đức Phật dạy thôi. Rồi, sẽ hỏi tiếp. Câu 5, thưa bác. Người trước đây tu theo mật chú tông lâu năm, nhưng không làm thầy, không có đệ tử, không lấy tiền của ai cả. Nhưng có theo mấy ông thầy cúng và hay cúng tiền, gọi là cúng dường cho mấy ông thầy ấy, rồi đúc tượng Phật,
thỉnh chuông mõ, in kinh, mở ngoặc kinh vật lý, bố thí từ thiện vân vân. Bây giờ đã qua tu thiền tông, vậy người này có giải thoát được không ạ? Và quá trình tu có bị trắc trở gì không ạ? Và cách xử lý đối phó ra sao ạ? Mấy ông mà chú tâm mà tu thiền tông khó thoát ra quy lực của mấy ông thánh. Mà chú tâm là gì? Là thánh quản lý. Bây giờ tu thuận nhưng mà sự thật trong dòng cương tỏa của ông thánh khó đi về thoát. Dù có đạt được công đức cũng không dễ gió giải thoát được. Nó thật. Mà cái này mình không phải là nói là toàn bộ, nhưng mà ông Phật nói 1.000 người tu mật chú trong, qua đây chỉ có một người thôi. Thì cái người này ráng ở trong cái một này nè, 1.000 trong một này nè. Nó khó khủng khiếp vậy chứ không phải nhỏ đâu. Thấy không? Nhưng mà tu thì rất thuận tiện. Nhưng mà cái kiến chấp người ta vẫn còn. Kiến chấp về cái tàn thức người ta chứa vào cái mật chú nó vẫn còn. Vì thế mà khi mà thoát ra ngoài quy luật vật lý cũng chưa chắc qua nổi mấy ông thánh nè. Ba lần thử của mấy ông thánh đó, khó lắm. Cái này cũng là cực kỳ khó, chứ không phải là không về được, mà cực kỳ khó. Về được mà cực kỳ khó. 1.000 người có một người thôi. Ráng đi, ráng tìm được một người đó thôi. Không phải là 999 người trở lại, ở lại theo thánh. Thấy không? Rồi, hỏi tiếp đi. Câu thứ 6, thưa bác. Là thiền gia hoặc Phật gia rồi mà chuyển qua tu hạnh sư có được không ạ? Và thiền tông sư có cạo tóc không ạ? Tất cả những gì vô thiền tông hoàn toàn không cạo tóc. Sư gia, Phật tử gì không, hoàn toàn không cạo tóc. Lấy sao? Cái hình thức nếu mà tu mà cạo tóc là cái hình thức ông thầy rồi, thì dính vô ông thầy hoàn toàn không trở về Phật giới được. Mình phải hiểu cái quy luật này. Vì thế mà tại sao ông Phật phải để cái tóc? Ông về Phật giáo mới để tóc á. Thấy không? Ông Phật mà không, ông Phật mà cạo đầu, ông không về được luôn. Ông chấp ta là thầy. Vì thế mà ông có cái thời gian, ông cạo tóc để gì? Ông làm thầy. Mà khi về Phật giới, ông phải để tóc lại. Đó nguyên tắc nó vậy. Có nghĩa là con người có đầy đủ cái gì, phải trả lại cho người ta đầy đủ cái đó. Không có cạo bỏ bất cứ gì hết. Thiền tông phải hiểu cái thế giới này. Mượn người ta cái gì, mượn cái nhà ta đẹp, đi về trả, thì cái nhà phải đẹp chứ đừng có phá cái nhà ta. Cái nhà ta có nóc, bây giờ đem gỡ nóc bỏ, ai chịu, thấy không? Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, câu 7. Trong huyền ký dạy, tất cả hình bóng đều là cô hồn hiện ra cả. Vậy, trong chuyện tổ Mahakajip nằm mơ thấy có vị đầu tóc bạc bảo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ra đời. Vậy có phải hiện tượng của các vị thánh ấy làm ra không ạ? Hoặc chuyện Đức Phật khi làm nông rồi mệt nằm thiếp đi ở dưới gốc cây mơ thấy Phật nhiên đăng? Bây giờ trả lời hai cái vế. Có là ông thấy ông Phật đầu tóc bạc cái gì? Mahakajip mơ thấy ông đầu tóc bạc. Cái này là gì? Cái này là thế giới vật lý. Đó là gì? Là thần Đông Nhạc. Thần Đông Nhạc mắt ông Mahakajip đến. Bây giờ Thích Ca đã ra đời rồi đó. Ông Phật, ông toàn văn toàn giác ra đời rồi đó. Ông muốn trở về Phật giới, ông kiếm ông này ông học. Thấy không? Đó là thần Đông Nhạc. Gọi là nó thuộc về thần Phước Thiện. Rồi cái gì nữa? Cái phần gì nữa? Khi Đức Phật Thích Ca làm nông rồi, mệt rồi nằm thiếp dưới gốc cây mơ thấy Phật nhiên đăng ạ. Đây là cái quá trình của cái ông này. Lăn lộn mấy tỷ năm. Ông có, ông thầy tu luôn à, ông giả tu cũng có mà thầy đủ chuyện hết rồi. Bởi vì thế giới này mà cái gì ông cũng có hết. Bởi quy luật 8 tỷ năm trong này đâu phải đơn giản đâu. Cái ngành nghề gì cũng làm đó. Từ ông ăn cướp cũng có này, mà ông giết heo, ông giết bò, ông đủ gì hết. Nhưng mà sau cùng trở thành ông nông dân. Ông nông dân rồi mới trở thành, rồi mới chết đi lên cõi trời Đâu Xuất. Thấy không? Từ Đâu Xuất rồi xuống trở lại làm thái tử. Thái tử rồi thành Phật. Có nghĩa là lăn lộn trong thế giới này, cái hình tướng gì ổng cũng mang hết, kể cả con di trùng ổng cũng mang luôn, chứ không phải không đâu. 8 tỷ năm đâu ít đâu, thấy không? Đây là cái nói gì, diễn tả quy luật vật lý luân hồi, thấy không? Còn khi mà thành Phật rồi thì anh thành Phật anh phải trả lại cho người ta. Mượn cái gì? Mượn thân người có cái gì phải trả lại cái nấy, chứ đừng có lấy của người ta. Đó là quy luật đàng hoàng trong cái này mới về Phật nữa. Con vô ở nhà ta
đẹp. Giờ con đi ra con phá nhà ta hả? Ai chịu cũng được. Nên phá nhà ta anh phải trả lời, trả lời làm người khác để mà quy lực luân hồi tiếp. Một vị Phật là toàn năng toàn giác, ta biết hết. Tình ra ta không có cạo đầu. Giờ có nhiều người bắt Phật cạo đầu thì cũng tội nghiệp cho ổng, không hiểu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu số 8. Người tu thiền tông mà luôn sợ mất mát của cải, người thân, mệt mỏi rồi luôn luôn cầu nguyện là tôi sẽ giải thoát. Vậy đây có phải là lòng ham muốn không ạ? Đó ông Thánh ông suối mình. Giải thoát rồi tự mình làm chứ cầu nguyện ai? Thế đất này cầu nguyện ai? Ông Phật, ông Phật mà ông thành Phật rồi, ông không dám vô động gì, ông chỉ phân thân vô thôi. Phân thân là vô, phân cái hình bóng đi vô thôi, chứ sự thật kim thân Phật không dám vô. Vô nó bị quy luật chân lý nó sai ổng liền, thấy không? Thì đừng có cầu nguyện, thế giới này không có cầu nguyện ai hết đó. Thế cầu nguyện thì được, nếu cầu nguyện tu vật lý là được, thế cầu nguyện lên trời được, thấy không? Cầu nguyện làm giàu được chứ không phải không. Nhưng mà cầu nguyện lên trời anh phải đi bằng công thức. Anh muốn lên trời anh phải có phước đức. Anh làm sao có phước đức rồi tôi dẫn anh đi. Giống như bây giờ đi qua nước nào đó phải có tiền nước đó tôi mới dẫn đi. Chứ bên qua tàu mà tôi có tiền đô nó không xài. Tàu tôi xài tiền của Trung Quốc, China đó, phải không? Đi nước nào phải xài tiền nước đấy. Mình đi nước cái cõi trời nào thì phải phước đức bằng cái cõi trời đó mới được. Rồi, hỏi tiếp đi. Thưa bác, câu số 9. Câu pháp trong bài kệ sám hối: bậc nhị thừa học cùng hết học, có nghĩa là sao ạ? Và câu đèn chiếu thế mười phương Phật bảo, xin thầy giải thích ạ. Học cùng hết học là gì? Bây giờ đó, cái nhị thừa là nó chấp học và không học, thấy không? Con học cho đến khi nào mà con không còn học nữa là sao? Thiền tông có học nữa không? Mới vô là học à? Mới vô đạo này đạo kia học, chứ vô thiền tông có học không? Thiền tông không cho học, mà chỉ biết về tạo công đức về. Vì thế mà ông Lục Tổ Huệ Năng ông đâu có học đâu, đâu có chữ nào đâu ông học. Mà tại sao ông về Phật giới được? Học cùng hết học, vô mới vô thì học. Ai cũng vậy, mới vô thì tu đủ thứ hết. Nhưng mà khi nó phát được thiền tông rồi, nó không học rồi không làm gì hết rồi. Bắt đầu tạo nước không làm, không tu, không học mà không làm gì hết. Mà tôi tạo nước tôi về. Đây là cái gương 36 vị tổ, gương có cái ông Lục Tổ, ông không có học chữ nào hết mà ông về Phật giới được. Còn mấy ông tiến sĩ không về được, ở đây dính, càng tiến sĩ càng chết, thấy không? Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ câu đèn chiếu thế mười phương Phật bảo là gì ạ? Khi mà cái đạo Phật nó ra đời gọi là cái hào quang. Nó là cái đèn chiếu thế. Lúc ban sơ thành đạo Bồ Đề, chúng con thành kính tỉnh về, nguyện để chuyển về Pháp Luân. Phật muốn niết bàn chập diệt, chúng con chí thiết cầu gia, kính xin Phật ở trần hoàng, làm cho lợi lạc các hàng chúng sanh. Ổng ra đời, ổng nhìn thấy, ổng thấy cái thế giới này, ổng nói thôi tao không già, không dám dạy. Hồi mà ổng chưa thành đạo, ổng không biết. Mà ổng thành đạo rồi ổng sợ quá. Ổng thấy thế giới này ổng hết hồn luôn. Chết rồi bây giờ dạy cái gì giờ đây? Đụng tới nó chửi liền. Vì thế mà người ta mới cầu khẩn ổng lại. Thôi giờ mấy ông cầu khẩn ta thì ta lại làm kêu bằng tạo ra cái năm cái pháp môn tu để cho mấy ông tu. Thấy không? Tu để rồi để khi nào mà cái lời người dân minh ra mới công bố cái sự thật ra. Vì thế mới có chuyện 2561 năm sự thật mới được công bố ra. Đó thấy khổ không? Mà bây giờ 2561 thiền sư Nước Thảo nhận 1950 không dám nói một tiếng nữa. Rồi tới khi bà lớn tuổi cũng không được. Rồi bây giờ thì trong bà để là đến đời Minh Triết mới xây lại cái chùa. Xây lại cái chùa chứ sự thật khỏi bà xây là 1508 đến năm đến Minh Triết 206 mới xây lại, sửa lại cho nó hoàn chỉnh đúng theo cái thiền tông. Rồi bắt đầu từ đó mới phổ biến từ từ, mới ra cái thiền tông mới bắt đầu nó mới ra đời. Vậy mà còn không qua nổi mấy cái tay chửi. Thấy không? Thật là khó. Vì thế mà Đức Phật vừa thành đạo, ông mở con mắt được, trời, thấy cái thế giới vật lý này ghê thiệt. Giờ không dám nói. Thấy không? Nó thành ra bắt đầu
Thành ra người ta năn nỉ mấy ông, mấy đệ tử theo ổng có năn nỉ, ổng nói thôi giờ Như Lai tìm phương cách độ, chứ bây giờ Như Lai mà đi về rồi thì ai mà hiểu được, bây giờ cứ đây xung quanh này ta cúng không à. Thì thôi nó chiều, ổng chiều, nó thôi ta dạy năm pháp môn, để khi nào mà loại người văn minh thì ta mới nói bằng sự thật ra, nhưng mà ta không có dạy các ông đâu. Thấy không? Vì dạy các ông có ông chửi, thành ra không dám. Thành bắt đầu len lỏi đi nhờ ông Ma Ca Diếp chuyển đi cho tới Trần Nhân Tông. Rồi Trần Nhân Tông tìm cách liên lỏi chuyển lại cho bà Thảo. Bà Thảo cũng không dám công bố, mà đợi tới mấy chục năm sau mới dám công bố ra. Công bố ra mà phải đúng luật pháp mới cho ra được, còn nếu mà trật một cái là chết liền. Thấy không? Thành ra Đức Phật phải như người ta năn nỉ ổng, thì người ta mới, ổng nói thôi giờ để tạo ra năm pháp môn đi theo cái quy luật của nó. Vì thế mà thì hỏi ổng chứ bây giờ rồi tới khi đó rồi làm sao? Nó tới cái chuyện đó mấy ông đừng có lo, chuyện của mày không lo, còn cái chuyện của ta ta lo. Ta đã rồi ký hợp đồng với Long Nữ rồi, Long Nữ hợp ta 24 tuổi tôi gặp Long Nữ rồi, Long Nữ đồng ký đồng ý cho cái pháp môn nên tới đó nữa con sẽ phổ biến ra. Là giữa ông đó mấy ngàn năm sau mới biết được. Rồi bây giờ giải thích ra rồi hỏi người ta mới trả lời, thấy không? Chứ pháp môn này không, đầu tiên không dám nói ra, mà kể cả mà khi Long Nữ nhận cũng không dám nói nữa. Tôi nhớ hồi xưa bạn gầm cái đó tới cả những cái chùa mà nói sơ ra một cái nó chửi liền, nó bà khùng quá chứ ghê lắm, chứ không phải đơn giản. Chính Thiền Tông ra, Thiền Tông Tấn Diệu ra đời nó còn cho đầu tà đó, đầu ma, đầu yêu đó, người ta suy nghĩ thôi. Nhưng mà mình một cười thôi chứ nói gì vậy. Cái này tại mình biết trước, chứ nếu mà không biết trước cũng nổi giận, nếu mà chú không biết trước chắc nổi giận lâu đình luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 10 ạ. Người tu Thiền Tông mà hay nói phước hay họa người khác cũng như bản thân và hay có tính nghi kỵ, như vậy có ảnh hưởng đến con đường giải thoát không ạ? Nó không ảnh hưởng gì, nó đóng cứng ngắt là đường giải thoát đóng cứng là không ảnh hưởng gì trời. Khóa bằng kêu bằng cửa thép á, nó khóa bằng 20-30 cái khóa được, không ảnh hưởng gì hết rồi. Tu Thiền Tông biết giác ngộ giải thoát về, tạo công đức về, vậy thôi. Đừng có xen vào chuyện thế gian, đừng có bỏ hết đi chuyện thế gian, chỉ cần bỏ chuyện thế gian. Còn dính vô thời gian một chút thì đừng có mong có về, thấy không? Rồi, nó hỏi tiếp đi. Dạ, câu 11 ạ. Người tu Thiền Tông hay mua sách huyền ký, thẻ nhớ, máy nghe để tặng cho người có duyên, nhưng người nhận muốn gửi tiền lại, vậy hiện tượng này có phải là bán kinh không ạ? Cái vụ mà mình bán hay là mình cho không thành vấn đề. Có nghĩa là người ta có tiền, ta không lấy, ta không xin. Nhưng mà dù anh bán hay anh cho, mà cái người đó hiểu thì mình có công đức rồi. Thấy không? Chuyện bán buôn là chuyện thế gian. Ví dụ bây giờ tôi có tiền cho, tôi không muốn, thôi tôi gửi tiền lại. Nó bình thường thôi. Nhưng mà cái giá trị nhất là mình đưa cái người này có hiểu đạo không? Có hiểu Thiền Tông, có hiểu có công đức rồi. Chuyện bán cho hay là cái gì không thành vấn đề. Không thành vấn đề đó. Là với người nghèo người ta mới xin, rồi người ta giàu không lẽ tôi giờ bạc tỷ mà giờ không lẽ bán sách 10 ngàn tôi đi xin, khỏi được, không được. Thấy không? Thôi để cho những người nào, người ta trả lại là cho những người nào mà kém thì giúp người ta, ý vậy thôi. Có nghĩa là con bán hay là con cho không thành vấn đề, tùy theo. Cái người dư thì ta sẽ mua, người ta thiếu người ta xin. Cái đường thế giới vật lý này nó vậy, đừng có lo cái chuyện đó. Dạ, câu 12 ạ. Dạ thưa, có người nói trái đất hủy diệt là do con người, có người nói là do quy luật tự nhiên, vậy điều nào là đúng ạ? Cái nào không đúng hết á. Cái trái đất này nó thành trụ hủy diệt, nó lên đúng 10 tỷ người hoặc là lên 11, 12 thì bắt buộc nó là gì? Ô nhiễm. Rồi thứ hai, đất đâu ở. Giống như máy bay tôi chở có 1.000 người mà lên 2.000 người bay không nổ, rớt vậy thôi. Cái đó quy luật tất yếu của nó. Mà cái này, cái trái đất này nó quy diệt nó nhiều cái đa dụng. Càng ngày nó phát triển bom
Bây giờ một cái bom nó thả, nó giết 100.000 người chứ. Biết đâu 10 năm sau nó giết 1 triệu người sao. Rồi thêm 10 năm nữa nó giết 50 triệu rồi sao. Làm sao? Mà cái tánh con người là cái kiến chấp và tham ác. Đụng ông nào mà nắm cái kho vũ khí mà ác một cái thì ông mở bung liền. Cái đó là theo ấy. Mà cái đó là theo cái quy luật vật lý á. Là sao? Bắt buộc đi theo chu kỳ thành trụ và diệt. Dù chiếc xe có bền cỡ nào mà đi cũng 20 năm phải bỏ. Hàng hiệu 20 năm, hàng hỏng hiệu 10 năm, còn hàng dởm 3 năm. Nó theo quy luật của nó. Thấy không? Trái đất này nó cũng đi theo quy chu kỳ đó. Con người không thể sống đầy đủ trên cái trái đất này được. Giờ con suy nghĩ vậy. Bây giờ, hiện bây giờ mới có 7 tỷ mấy người. Đúng không? Ừ. Mà bây giờ lương thực sao đây? Có thể đáp ứng nổi không? Mà nó lên gấp đôi này là... Nó lên gấp đôi cái này là lương thực ở đâu mà sống? Thấy không? Rồi vũ khí ngày nào cũng sản xuất chứ đâu có ngày nào ngưng đâu. Rồi sao? Bom đã không? Bây giờ không đánh nhau mà để đó cái kho nó nổ cũng chết luôn. Vừa đâu ở đâu nó nổ cả tiêu hết. Mà có chút xíu. Trái đất này và trái đất này nó nổ mà nó lệch một cái. Nó quay mà lệch tâm một cái là nhà lầu xe hơi gì cũng bài hết. Nó lệch tâm mà nó sức hút nó đi lệch. Vì thế mà nó sàng lọc cho con người làm sao sống nổi. Nó đa nguyên để mà nó hủy diệt cái sự sống này. Một là theo chu kỳ thành trụ huệ diệt tự nhiên. Hai là bị lệch tâm. Do con người bom đạn thả nhiều quá nó lệch tâm. Giống như con đang bay vậy nè. Có ai mà con chở ai cứ nó đạp con hoài sao. Nếu tao mày đạp sao tao buông cho rồi. Thấy không? Theo quy luật này. Thành ra bắt buộc là ông Phật nó cứ 10.000 năm thế quỷ dựng một lần để nó tái tạo lại. Thấy không? Cái này là quy luật vật lý của nó rất đúng. Mà nhà khoa học cũng nói rất đúng. Bây giờ con suy nghĩ nha. Cái con người mà từ thời mà Trung Quốc á, cách đây là 6.000 năm. Nó văn minh trước mình 2.000 năm, 4.000 năm. Bây giờ ông Thích Ca là gì? Thích Ca là tới giờ 2.000 mấy trăm năm. Thì hỏi vậy chứ ổng nói là cái thời ổng đó đến chấm dứt là 3.000 năm, hỏi chứ 7.000 năm trước là cái gì? Ổng nói 4.000 năm trước là thời đồ đồng, trước nữa thì đồ đá. Vậy trước đồ đá là cái gì? Trước đồ đá là thời nguyên tử. Nó đi cái vòng mà. Thấy không? Bắt buộc đi theo cái quy luật này. Đời nguyên tử chết thành đồ đá nó lên đồ đồng nguyên tử cứ đi vòng vậy. Hết ngày đêm, hết đêm ngày chứ cũng vậy thôi chứ làm sao thoát ra cái quy luật này. Thấy không? Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu 13. Khi tinh cha noãn mẹ kết hợp mà trong trường hợp họ dùng thuốc ngừa thai trước là không có thai thì không lẽ tánh Phật biết trước nên không vào hay sao ạ? Tánh Phật gì ông thần thực chi nhân quả thấy bà này bà ngừa thai nó đâu có quăng vô đâu. Con người mà có con có không là do ông thần. Thôi giờ nó chơi nó ngừa thai thôi, tao không quăng vô mà mày mắc thẹo á. Thấy không? Nó là ông thần cũng phải nể cái người này. Người ta trong thế giới này người ta đã không muốn có con nữa thì sao? Thì làm sao ông thần đưa vô? Phải không? Có nghĩa nào trên thuận dưới hòa thì ông thần mới thực thi được. Chứ mà thực thi mà người ta không muốn làm sao thực thi? Thấy không? Làm sao biết trước? Tánh Phật sao biết? Tánh Phật trung ấm thâm chỉ là công cụ bắt đầu do điều hành của ông thần. Mà muốn thoát ra quy luật này thì do ông thánh. Trái đất này có hai ông thánh thần. Thần thì muốn cho con người ở đây hoài không cho về. Còn thần thì mày làm gì tao thực thi nhân quả mày cái đó, có vậy thôi. Trái đất này nó là vậy. Khi mà giảng ra về thiền tông rất đơn giản, không có gì là rắc rối cả hết. Mà rất khoa học chứ không phải mình nói chuyện mơ hồ. Đâu rồi, hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu 14. Những người hay cướp giật ngoài đường sau khi chết có phải làm cô hồn các đảng không ạ? Kêu mà thế gian dương gian âm phủ đồng nhất lý, mẹ đây chết giật thì xuống dưới mày cũng cướp giật chứ đi đâu. Ở trên này mày làm phước thì lên trời, ở trên đây mày cướp giật cứ đi vô làm cô hồn, còn mày làm ác xuống địa ngục, mày làm công đức thì về. Rõ ràng trong thế giới này
dương gian âm phủ đồng nhất lý. Bởi vì cái người mà trên này bị tử hình rồi, xuống đâu? Vô địa ngục ở. Bất cứ anh hành nghề gì mà anh trên này bị tử hình rồi, phải xuống địa ngục ở, không có thoát đâu. Trên thế gian này trừng trị tứ đại, dưới trừng trị trung âm thân. Đó, thế gian nó là vậy đó. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, câu 15, câu kệ: thiền thanh là nhất tự thiền, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Nhiều người cứ nương vào câu kệ trên và nói chỉ cần thanh tịnh là về được quê xưa, nên không cần tu gì hết, có đúng không ạ? Đúng. À, nếu mà tu về quê xưa là gì? Quê xưa nó có hai cái dạng. Một dạng công đức về quê xưa, một dạng không có gì về quê xưa. Mấy ông thánh đó, ông thánh cũng là thanh tịnh, vô đó ông thanh tịnh. Ở trong thế này, bởi vì người ta nói là dạo bộ bảo sở là đâu? Về Phật giới, quá thành ở đây. Đây cũng có thanh tịnh, mà ở kia cũng có thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh vật lý và thanh tịnh chân thật, cái chân như thanh tịnh. Về quê xưa, xưa xưa nào? Có công đức mới về Phật giới, còn không có công đức thì về ở đây nè, ở đây thôi. Thấy không? Cũng về thanh tịnh. Về thế mà có cái vụ A-la-hán, A-la-hán tu giải thoát, đúng rồi, ông đâu còn sanh tử nữa đâu. Ở đây ông không chịu ra nữa, từ làm sanh tử. Nhưng mà trở về Phật giới không về được. Thấy không? A-la-hán muốn về giải thoát không về thì giải thoát được, mà ông ở trong thanh tịnh, ở trong trái đất này. Có nghĩa là gì? Con không muốn đụng với ai, không muốn tiếp xúc với ai gì, thì con lên rừng con ở, con mình con. Thấy không? Rồi thành gì? Thành thánh. Có vậy thôi. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, câu 16. Thầy bảo chỉ cần giúp một hay ba người giác ngộ là có công đức, là về quê được. Nhưng sao trong sách ghi là phải có công đức nhiều? Xin Thầy giải thích ạ. Cái này á, công đức này thì con nhớ là đường về Phật giới có ba cái, ba đường về: công đức vô lượng, thần tiễn, công nữa phước đức, nữa công đức dằn cò. Công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều, phải qua cái cửa kỹ thuật mới đi qua được. Rồi đây chùa Tân Diệu đang làm cái này nè, nó mai mốt chứ. Mà biết đi, nó xong rồi muốn về Phật giới chứ, cho đi vô cái la bàn này đi trước, cái mô hình đi trước. Đó. Thấy không? Có nghĩa là có công đức ít nhiều không biết, mà mở được con mắt Phật nhãn ra về được. Thấy không? Nhưng mà phải có cái thuật về. Công đức ít phải có thuật về. Còn công đức vô lượng đi tự do, không ai dám nói gì hết. Còn cái kia, nửa này nửa kia thì phải qua sát hạch của ông thần. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, câu 17. Hằng ngày con tụng trì kinh sám hối và kinh an vị Phật, hoài mà con vẫn ngủ và thấy hình bóng này nọ là sao ạ? Con tụng an vị Phật hoặc là con mở cái máy mà về thiền tâm mà con ngủ được, có nên nhớ là con mở mà con ngủ được thì mấy sư phụ tới ở với con à. Là vì cái người đó, người mà chịu nghe con á, thường thường con mở cái con khó ngủ mà con mở thì con ngủ được á. Là cái lực âm nó vô nhiều quá thì từ con nhà, cái nhà con tự nhiên nó là âm thì con ngủ được. Để chi? Để con ngủ, con đừng có tắt nha, để mấy người kia người ta nghe, cái cõi vô hồn nó nghe. Là nhà con có phước á, chứ đừng phải giỡn đâu. Có nghĩa là con nghe cái này mà con mê sai thì cái người của âm nó cũng mê sai như con. Nó vô để cho nó âm, tự nhiên nó vô vô nhà con âm quá, cứ tự nhiên con phải ngủ. Rồi ngủ có nhiều giật mình thức dậy, có nhiều người mở sáng liền luôn. Mà cái người ngủ vậy thức dậy nghe nó khoảng phải cái người âm họ vô. Xin lỗi, cái nhà mình nó vô bao nhiêu cũng được. Chứ không phải mình, cái nhà mình một hai người đầy con nó, thì mấy thứ chuông mà mấy triệu người cũng nghe. Thứ nhất ngủ, nghe thiền tâm mà ngủ ban đêm mà mở được thì độ người âm rất lớn. Nhưng mà không dám nói cái này, nói cái này cái nói mình mê tín, thấy không? Chứ sự thật tất cả những người nào mà mở máy ban đêm mà ngủ được thì cõi âm nó đến nó nghe, nó sẽ đầu thai sớm.
giá nào nó cũng phải năn nỉ thần thôi, cho tôi trở lên đi, tôi tu thiền tông. Trên ông thần mà nói là con tu thiền tông, ông thần cho về liền, cho đầu thai liền, tìm bằng cách cho con đầu thai liền, phải không? Thánh thì nó cản chứ thần nó cho, nó cho. Phải hiểu cái này. Người nào mở mà nghe mà thấy hình ảnh ban đêm thì cái nhà nó có phước. Có nghĩa là anh hiểu được cái này, người ta vô giúp cho anh, giúp ở nhà, gọi là nó, cái nhà tốt người ta mới đỡ, người ta mới tới, chứ còn nhà xấu không tới đâu. Thấy không? Phải hiểu nguyên tắc này. Người nào mở mà có âm nghe được từ nhà nó có phước. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu 18. Hiện nay có hai kiểu người nói về chữ viết. A. Chữ viết có trước thời kỳ Đức Phật nên mới có ba tạng kinh điển. B. Thời Đức Phật chưa có chữ viết nên lời Phật dạy được truyền miệng nên có câu bất lập văn tự. Xin Thầy giải thích cho con ạ. Bây giờ mới muốn điều tra cái chữ viết đó, thì nó có hỏi cái ba thời kỳ. Cái thời kỳ đồ đá đó, thí dụ con người ta thời kỳ nguyên tử nó chết hết, thành đồ đá 3.000 năm, không ai biết. Giao dịch bằng ký tự thôi. Khi mà con người tìm ra được cái quặng đồng là cũng là lúc con người phát hiện chữ viết. Chữ viết ban đầu rất thô sơ. Vì thế mà người Trung Quốc, người Nhật Bản, người Campuchia nó mới viết kiểu ngoằn ngoèo. Bây giờ người Trung Quốc có viết chữ nhân sao? Nó vẽ cái hình người. Thì đó là nhân đó. Thấy không? Đây là nó phát ra, nó hát ra cái hành động của mình. Đó là chữ viết. Rồi từ từ nó phát triển. Giống như mới ban đầu phát hiện ra điện, rồi tới bây giờ nó đâu, điện nó biến chỉ viết bao nhiêu, phải không? Còn nếu thì cái đời bây giờ nguyên tắc á, thì nó ba thời kỳ, từ đầu đá không có biết chữ viết mà ký tự thôi. Còn cái thời kỳ đồ đồng nó bắt đầu 3001 thì bắt đầu nó có chữ 3001 đến 4 đến 7000. Đó là thời kỳ đồ đồng. Thấy không? Mình phải hiểu thời kỳ có chữ viết, người ta là phải đi theo cái quy cái thế giới vật, cái thế nhân quả này, chứ không phải mà so sánh là bây giờ bắt đầu có chữ viết là người nào có chữ trước rồi mấy người kia đâu có đâu. Xin lỗi, mấy cái nước mà nó nhược tiểu cũng mới có chữ viết mấy trăm năm này thôi. Thấy không? Mà đầu tiên cái người mà bắt bán cầu văn minh trước, bắt bên người thì nó gồm các nước châu Âu rồi với các nước mà trên châu Á đó, mà trên Nga đó, thì nó có cái liên, có cái biên giới giữa châu Âu và châu Á luôn. Vì thế mà người Nga đó nó văn minh trước người Trung Quốc luôn, rồi Trung Quốc sau người Trung Nga, thấy không? Rồi Nga nó mới phân bổ ra cái nước ở châu Âu. Chữ viết nó căn cứ vào là đồ đá không chữ viết, qua đồ đồng có chữ viết đó. 3001 rồi bắt đầu chữ viết nó xuất hiện trên đại đất này. Mà bây giờ đó là ông Phật Thích Ca là chết này bao nhiêu? 2564 năm. Mà đó là chữ viết trước ông trên 1000 năm. Bởi vì cái thời mà vô đồ đồng trên 1000 năm. Coi đồ đồng nó 4000 năm, 4000 năm mà bây giờ hai mấy. Có chữ viết trên 3000 năm. Nước Ca Tỳ La Vệ, nếu mà tính ra cái này đem tính tỷ con số rồi thì nước Ca Tỳ La Vệ trước 4.000 năm. Còn Trung Quốc có trước chữ viết 6.000 năm. Việt Nam mình nó ăn theo trước Trung Quốc thôi. Thấy không? Đó, thành ra Trung Quốc viết chữ gì, vì thế mà có chữ nôm. Chữ Hán gì, nó trại trại ra chữ nôm, thành ra chữ nôm thôi. Chứ mình ăn cắp ta. Thì sau này là vua Gia Long mới đem cái chữ Latin về, rồi mới cho toàn dân biết cái chữ Việt Nam là chữ Latin thôi. Mình phải muốn tính chữ viết là phải tính từ đá, không chữ viết đồ đồng có đồ đá, có đá. Đồ nguyên tử thì không nói, từ đồ đồng đã có rồi. Mà cái chu kỳ 10.000 năm đi, 3.000 năm không có, bắt đầu 3001 là con người có chữ viết rồi. Mà tính là bây giờ ông Phật ra đời rồi, đồ ấy bao nhiêu? Ông Phật ra đời đó là trên 3.000 năm, có chữ viết trên 3.000 năm. Chung ít đâu, phải không? Rồi người ta nghiên cứu, người ta nói này nói kia thôi, người ta không hiểu. Muốn không hiểu cái gì thì phải hiểu theo nguyên tắc vật lý của nó. Còn không biết cái này thì thôi, không bàn sao kể ổng. Rồi, hỏi tiếp đi. Câu bất lập văn tự nghĩa là gì ạ?
bất nhập nhân tử là gần. Cái câu này nè, khi mà Đức Phật dạy cái thiền tông này, ông A Nan biểu ông giết ra, ông nói không được, tao không giết. Cái này có nhưng mà tao không giết được. Có nghĩa là cái quyển giáo lý này chính tay ông Phật giết chứ không phải ông A Nan giết. Ông Phật ông giết rồi á, ông viết bằng kinh điện từ. Rồi ông mới nói mà cả giết với tao có mấy cái quyển sách này nè. Có chữ giết và có chữ này là không có chữ giết. Chữ này là để con nữa ra coi cái bạch Đức Thảo với bà kia bà Long Nữ á, bà sẽ giải mã được cái câu này. Ông có thể làm đưa đi giùm ta thôi. Thấy không? Trong quyền ký là có chữ giết mà cái giáo lý không có chữ giết. Mà bên ngoài ông có viết cái chữ giáo lý. Thấy không? Bên trong không thấy. Nhưng mà Long Nữ biết. Vì thế mà Long Nữ biết khi Long Nữ có là ống bóng điện này là có rồi đó. Cái đèn dầu không thấy mà cái điện này để sát vô nó hiện hết luôn à. Cái này bây giờ tôi nói thật, cái bóng này á, mà cái chữ viết hay không à, để ra vậy nè, bắt đầu nó hiện hết rồi bà viết lại. Ra tới đâu viết tới đó. 6 tháng trời viết cái quyển giáo lý này đó. Thấy không? Viết tới viết luôn. Có vậy thôi chứ không có khó khăn gì, tại vì ta không biết. Bởi vì ánh sáng bằng điện á thì nó mới sấy, còn cái đèn dầu nó không phải, nó không phát được. Đèn cày đèn này kia nó không phát được, mà chỉ có cái đèn điện này phải để cho sát rồi cái hơi nóng á, hơi nóng nó mới làm nổi được cái chữ gọi là bất lập văn tự. Cái này không ai biết đâu, thì vì thế mà nó mới có bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, cái lời dạy đi ngoài cái lời dạy mà kêu bằng bất lập văn tự. Danh tự này nó không có, nhưng mà cái này nó có, nhưng mà không hiểu được. Thì ổng nói tại này không có văn, không viết văn được. Ông Phật ổng nói rõ, nhưng mà tại người ta không hiểu. Vì thế mà nó có dấu ngoại biệt truyền. Đi biệt truyền là đi đâu? Đi ra ngoài cái dòng thiền, đi ngoài cái dòng thiền của tiểu thừa đó. Tiểu thừa nó có cái dòng tới thiền, nhưng mà thiền tiểu thừa nó đi ngoài. Thế này nó đi gọi là, ông Phật ổng nói là cái dòng thiền nó đi bằng điểu đạo, nó đi dòng bằng chim, nó không đi theo cái này được. Nhưng mà ta không biết, sự thật là đi theo cái quyển sách không có chữ. Vì thế mà người Trung Quốc thường thường có nói là sách vô tự, kinh vô tự. Người Trung Quốc thường lặp đi lặp lại nói là kinh vô tự, là chính là nói về cái quyển giáo lý này nè. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu 19. Dạ thưa, con hay đố kỵ lại người mà đã giúp con vào chùa cũng như vào bí mật thiền tông, và con không muốn gặp họ nữa. Vì lý do con nghi kỵ họ, không tin họ, và đồng thời có người chọt chẹt làm con tăng thêm ghét họ, muốn xa lánh họ. Vậy điều này có ảnh hưởng gì đến việc tu giải thoát không ạ? Đâu có ảnh hưởng gì, không có gì ở đây không, không có gì đâu. Tu điều bằng cái đó là kiến chấp, là cái ngã chấp nặng lắm, không được. Tu thiền tập là chỉ bỏ chuyện thế gian thôi, ai nói gì nói chuyện người ta. Mình chỉ có bổn phận giúp người ta được là xong rồi, không có lần la nữa, thấy không? Nó biết giúp vậy thì có công đức thì thôi đi lời chi chuyện chỗ khác. Còn mình mà có một cái kiến chấp gì rồi thì nó bôi. Chính cái người này không cách nào mà về Phật giới được. Một hai trái đất sau không biết làm sao, chứ bây giờ mấy đời nữa không có về, không có thua vậy. Thấy không? Tu thiền tâm mà kiến chấp đừng có mong về Phật giới. Nên nhớ một điều, đã tu được rồi mà có công đức mà không về được làm sao? Vì nó không mã hóa được. Nó không có nghĩa là đưa bao nhiêu ông thần bôi hết bao nhiêu rồi làm sao? Giờ con có bao nhiêu công đức ông thần bôi hết? Bởi vì cái gì cái kiến chấp ra thì ông thần ông biết rồi, mày có kiến chấp đâu rồi, vừa có nhúng nước sơn hết, nhúng sự đèn hết. Nó khó là khó ở chỗ đó đó, thấy không? Vì tu đừng có kiến chấp, đừng có gì hết, cách bình thường, thấy không? Bình thường là đúng, đừng có làm cái gì hết. Nãy mình giúp người ta được hiểu rồi thôi, còn mình đừng có quan tâm đến, đừng có kể công kể chuyện gì hết, thấy không? Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu 20. Cha mẹ tu thiền tông rồi, con cái thì không tu. Nhưng khi con cái bị bệnh, cha mẹ là người tu thiền tông, muốn cho con cái được hết bệnh, gia đình an vui. Cha mẹ muốn hướng dẫn con cái trì thần chú đại bi có được không thưa thầy? Có ảnh hưởng đến việc tu giải thoát của cha mẹ không ạ? Tu thiền tông mà khi trì chú rồi khỏi về. Trì chú là âm
Bởi vì tự gan mà bởi tu thiền tâm phải gan. Nếu con trì chú là kể như ông thần bồi. Trì chú là cái gì? Mày thôi tao chào mày ông thánh đó. Trì chú là thánh, thánh quản lý cái chú này. Và thần thi thực thi nhân quả mà mày không chịu theo tao, mày theo ông thánh thì thôi mày giao cho ông thánh đi. Có nhiều rồi, bao hết. Ta làm sao vậy? Mình nên nhớ là trái đất này thần thực thi kiểm soát nhân quả. Thánh dụ ở đây không cho về. Thánh bả nào được, mày muốn lên trời tao cho lên trời, muốn xuống mũ cho xuống mũ. Tuyệt đối mày về Phật giới không cho. Vì sao? Lời nguyền Ma Dương nói sao? Ma Dương là thánh đó, chứ ai vậy đó. Em Cô Đàm, ông mà ông chết đi. Bao nhiêu người tu theo ông, theo ta hết, không theo ông đâu, đừng có đó. Ông về mình đi, đừng có mong mà kéo ai nữa. Về nào ai mà nói cái giờ này là tôi giết ông đó. Nhưng mà một điều á, bây giờ phải cái chế độ, đổi chế độ chứ mà chế độ tư bản nói này nó giết chú đi. Phải không? Cái thiền tông này không thể nói trắng trên cái thế giới này được. Mà chú nói cũng mấy chục phần trăm nữa, chứ còn chứ nói mà chú thẳng là nó giết chú 5 phút sau nó giết chết luôn. Thấy không? Thì thôi. Có nghĩa là thiền tông mà theo bất cứ gì là do thánh quản lý. Trái đất này tất cả là do thánh quản lý. Chỉ có thiền tông thì do ông thần cũng quản lý. Muốn ai muốn tu thiền tông tôi quản lý tôi cho về. Vì thế mà tôi nói là tu thần thì giải thoát, tu thánh đừng có giải thoát. Vô ổng rồi làm sao giải thoát được. Thấy không? Phải hiểu cái nguyên tắc này. Thấy không? Thành ra mình tu thiền tông tôi cố gắng đi kệ gì, chết bỏ mà. Còn con cháu mình nó bệnh là kia nọ đó thì do cái nghiệp của nó chạy bằng cái thuốc thế gian đi. Được không được thôi chứ giờ sao? Cái số nó mà nó tới rồi đó, thì đừng có thuốc nào mà trải cứu nổi đâu. Thế gian không có thuốc nào cái nổi. Đấy là tôi thực thi nhân quả mà. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Thưa Thầy, con xin hỏi một câu của con ạ. Có câu tam giáo đồng nguyên. Vậy tam giáo là gì? Đồng nguyên là gì? Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Có nằm trong cái tam giáo đó không ạ? Thưa Thầy giải cho con ạ. Tam là ba, giáo là lời dạy. Đồng là một. Gốc nguyên là một nguyên nhân. Là sao? Đạo thần, đạo thánh, đạo tiên. Do một ông thánh lập ra. Rồi là tam giáo đồng nguyên. Ba đạo do một ông lập ra. Rồi là tam giáo đồng nguyên. Thấy không? Rồi gì nữa? Vậy đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát. Thì khác gì với ba đạo giáo đó ạ? Bây giờ đạo Phật á, là ai lập? Là do một ông toàn năng, toàn giác và lập. Nó khác. Còn tam giáo đồng nguyên là do ông thánh lập. Nó khác rõ ràng. Ông đạo Phật là do ông toàn năng, toàn giác lập. Một con người toàn năng, toàn giác và dạy. Còn cái công kia là một con người do thánh mượn thân dạy. Do thánh mượn thân để dạy đạo. Thấy không? Còn con người, còn bên đạo Phật là con người. Phật mượn thân mà mở Phật nhãn ra dạy. Bằng sự thật, Phật nhãn mở. Còn cái kia là mắt của thánh dạy. Nó hai cái nó khác nhau. Nhãn của trời, nhãn của thánh khác. Nhãn của Phật khác, mà nhãn của kỳ toàn năng. Toàn năng, toàn giác là do một ông Phật, thánh của Phật dạy. Ông kia hiển linh là do thánh lập, thánh dạy. Tam giáo đồng nguyên là do thánh dạy. Còn cái ông Phật này là toàn năng, toàn giác dạy khoa học, công thức. Nên nhớ là đạo Phật dạy công thức và khoa học. Từ tiểu thừa anh tu, tiểu thừa anh phải tu bằng công thức. Trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, hoàn toàn tu bằng công thức. Trở về Phật giới cũng bằng công thức. Khác, tam giáo đồng nguyên nó khác với một ông toàn giác dạy, nó khác hẳn. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con đã hết câu hỏi ạ. Con xin cảm ơn bác ạ.